chào các thính giả thân mến trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số cho một chia sẻ gia đình vui vẻ sức khỏe dồi dào làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió cảm ơn bạn mời bạn bắt đầu nghe truyện tóm tắt trong một câu cô vẫn tưởng bản thân đang ở tại thế giới thuần ái chứ giới thiệu tống giảng công tác tại bộ phận thuần ái văn chức vụ làm nữ xứng cực kỳ cần cù chăm chỉ, có điều vì quá yêu nghề nên vì thế bệnh nghề nghiệp cũng cực kỳ nghiêm trọng, chính là cô cho rằng nam giới và nam giới chính là trời sinh cho nhau, đối khác phải không thể nào sinh ra tình cảm được, và cũng từ đó, cô đối nam nhân trở nên vô dục vô cầu, cô thành thiếu nữ Phật hệ, thẳng đến khi cô bị cuốn vào chốn địa ngục khó khăn mang tên thế giới ngôn tình. Vốn tưởng, cô cũng có thể đối mặt với những đợt thủy triều tình tình ái mãnh liệt, ung dung rẻ sóng mà đi, kết quả cô thế nhưng bị những cơn sóng tình cuồng cuộn ấy trực tiếp cuốn đi luôn tống giản thứ nhất chương phật hệ thiếu nữ tống giản về đến nhà mở cửa thời điểm trong phòng hoàn toàn yên tĩnh thẳng đến nàng đi đến cửa phòng ngủ mới đột nhiên phát hiện trong phòng tắm có người đang tắm quân một ngươi có có nhà không tống giản tưởng rằng trượng phu của nàng trở về không khỏi hơi kinh ngạc quân một bề bộn nhiều việc rất ít trở về tính toán thời gian lần trước gặp hắn tự hồ cũng là hơn 10 ngày trước đó, mà nghe thấy thanh âm của nàng, trong phòng tắm tắm gội âm thanh đột nhiên liền đình chỉ, không biết thế nào, tự dưng lộ ra một chút co quắc, tống giảng đi vào gian phòng, mới nhìn rõ trượng phu của mình ngủ ở trên giường. Thật mỏng chăn mền kéo tại phần eo, lộ ra không được sợi vải thân trên, nàng lập tức sửng sốt một chút, ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, trượng phu của nàng dường như mang người trở về. Tống giảng đi ra phía trước đem hắn lay tỉnh, quân một, trưởng phu của nàng năm nay 34 tuổi, nhưng trong vòng giải trí người, bao nhiêu đều dựa vào lấy tướng mạo ăn cơm, bởi vậy hắn nhìn liền cùng chừng 20 giống như, bị đánh thức nam nhân phát ra có chút buồn ngủ thanh âm khàn khàn, nhưng nhìn thấy tống giản, rất nhanh liền khôi phục thanh tĩnh, chống đỡ thân thể ngồi dậy, ừm, tống giản hỏi, ngươi dẫn người về nhà rồi, ừm, ngươi sớm nói với ta một tiếng cũng tốt. Văn ngôn, nàng bất đắc dĩ thở dài, Đoán chừng trong phòng tắm người hiện tại nhất định phi thường bối rối xấu hổ, liền trở lại cửa phòng tắm, gõ cửa một cái, Kinh nhu nói: "Ngươi tốt, không quan hệ, ngươi thật tốt tẩy, tẩy xong trở ra, không cần phải gấp." Nói xong nàng quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại xuyên quần lót ung một nói: "Ngươi cho người ta cầm khăn mặt sao?" Ung một ngáp một cái, đem mình đầu tóc rối bời vào loạn hơn, "Ta để hắn dùng ta, vậy ta muốn đi ra ngoài tránh một chút a. À, a, à, ta ngược lại là không có gì, chẳng qua ngươi Tống giản dừng một chút, bằng hữu của ngươi sẽ sẽ không cảm thấy có chút xấu hổ, không có việc gì, ta đã nói với hắn, chúng ta là hình cưới, ngươi biết ta là gay, vậy là tốt rồi. Tống giản nhẹ nhàng thở ra, nhẹ gật đầu, ngươi lần sau dẫn người trở về, vẫn là sớm cho ta biết một cái đi, ta rất nhanh liền lại muốn đi. Cung một gãi đầu một cái, cho nên nghĩ đến ngươi trở về thời điểm ta khả năng liền không tại, liền không nói ước chừng là từ bọn hắn bình thản đối thoại trong giọng nói, phát giác được làm uông một thê tử, tống giản hoàn toàn chính xác không quan tâm hắn mang người khác trở về sự tình. Trước đó cương trong phòng tắm không dám động đậy người, rốt cục lại mở ra vòi nước, nhưng lần này phát ra thanh âm, rõ ràng so trước đó muốn chậm chạp thận trọng rất nhiều, vì không để khách nhân cảm giác quá khó xử. Tống giảng từ tủ quần áo bên trong xuất ra nhà của mình cư phục, đến sát vách trong phòng khách thay xong, sau đó đi trong nhà một cái khác cái phòng vệ sinh bên trong gỡ trang, đợi nàng co lại tóc dài, thoa tốt mặt màng, đi đến trong phòng khách, ngồi ở trên ghế salon xuất ra máy tính bản bắt đầu truy kịch lúc, vung một cùng khác một cái tuổi trẻ xa lạ xinh đẹp thiếu niên đi ra, đối phương nhìn có chút khẩn trương, câu thúc hướng phía tống giảng không người một cái, lên tiếng chào, tống tỷ tốt, tống giảng trên mặt kéo căng lấy mặt màng, không thể cười cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể cũng hướng phía hắn nhẹ gật đầu lấy đó hữu hảo vậy ta đi ra ngoài quân một cầm điện thoại di động lên nhìn đồng hồ người đại diện xe đã dưới lầu tống giản lại gật đầu một cái hắn thản nhiên nói gặp lại tống giản nhịn không được có chút cười nhẹ một tiếng từ một tiếng quân một là gay hoặc là nói trong thế giới này tống giản nhận biết phần lớn người đều là gay cũng đều là nhan giá trị cao dáng người bổng. nguyện ý vì yêu làm một cực kỳ tốt nam nhân cái này khiến nàng một trận im lặng ngưng nghẹn nghĩ thầm có thể hay không cho khác phái luyến một điểm đường sống. Có điều, làm việc như vậy tiếp tục 3 năm, nàng hiện tại đã phi thường quen thuộc, nói ra thật xấu hổ. Tống giảng nghề nghiệp là cản trở thuần ái văn nhân vật chính CP cùng một chỗ trọng yếu nữ phối, nhưng nàng tại trong một đoạn thời gian rất dài, nhiệm vụ đều không ngừng thất bại, thuần ái văn nữ phối thời gian muốn so ngôn tình văn nữ phối thời gian càng khổ sở hơn, bởi vì ngôn tình văn nữ phối tốt xấu còn có cái khác phái hút nhau kỹ năng, mà thuần ái văn nữ phối. Nói thật, tại nhân vật chính cùng phần lớn vai phụ trong mắt, khả năng cùng một viên rau cải trắng không hề khác gì nhau. Dù cho là Mỹ Mạo có một không hai thiên hạ, cũng không có chút nào trứng dùng. Tóm lại, cái này dẫn đến tống giảng công trạng trong công ty một mực hạn chót, mỗi ngày bị lãnh đạo nói chuyện, áp lực lớn không ngừng rơi phát, đang sụp đổ khóc lớn một lần lại một lần, lĩnh giáo vô số tiền bối bạn tốt kinh nghiệm về sau, rốt cục một ngày nào đó, tống giảng đột nhiên thông suốt, đã một mực không cách nào chống lại nhân vật chính cp tình so kim kiên như vậy sao không gia nhập bọn hắn đâu nàng như vậy lục lọi ra độc thuộc về công việc của mình phương pháp nắm chặt hình cưới cái này một sát khí làm lên khế ước tình nhân khế ước vợ chồng bởi vì nhân vật chính cp thường xuyên có một phương thân phận sẽ tương đối phức tạp hoặc là hai phe đều rất phức tạp không phú thì quý rất khó vừa lên đến liền không chút kiên kỵ công khai bộc lộ cái này cho tống giản thừa lúc vắng mà vào cơ hội ví dụ như thế giới này quân một là hỗn ngành giải trí cho nên tống giản vì tiếp cận hắn cũng tiến vào ngành giải trí chẳng qua hắn là ca sĩ nàng là diễn viên hai người cùng một chỗ marketing vợ chồng ân ái đối với song phương sự nghiệp đều vô cùng có trợ giúp mà so với đi ra tủ đối mặt thế giới cùng người nhà áp lực thật lớn có cái thê tử có thế bảo trì trong mắt người ngoài bình thường sinh hoạt lại có thể cùng người yêu tự do ở chung chẳng phải là càng nhẹ nhõm hoàn mỹ ngươi nhìn chỉ cần nàng một mực là nhân vật chính hợp pháp thê tử nhân vật chính cùng cp liền vĩnh viễn không thể công khai chỉ cần nàng tồn tại bọn hắn bên ngoài liền vĩnh viễn không có khả năng cùng một chỗ đây thật ra là cái lỗ thủng nhưng công ty hết lần này tới lần khác cũng tìm không ra cái gì mau bệnh chỉ có thể cắn răng ngầm thừa nhận cách làm của nàng thế là một chiêu tươi ăn lượt trời tống giảng hiện tại đã là thuần ái văn nữ phối bộ thâm niên nhân viên công tác đương nhiên, một chiêu này cũng sẽ có thất bại thời điểm, có điều, cái này đã so trước đó nàng luôn luôn công trạng hạn chót thời gian tốt hơn quá nhiều, tính một cái tiền lương tháng này, tống giản an tâm nghĩ thầm, lần này, tiếp theo quý tiền thuê nhà thỏa, phòng tập thể thao quý thẻ tiền cũng có thế tích lũy đủ rồi, máy tính cũng đã dùng 8 năm, nên thay cái mới, cuối tuần còn có thể đi ra ngoài chơi một chút thư giãn một tí. Nhưng vừa lòng thỏa ý an bài tiền lương nàng nhưng lại không biết, thuần ái văn nữ phối bộ sắp đứng trước xóa bởi vì thời đại biến hóa hiện tại thuần ái văn bên trong xuất hiện nữ tính tỷ lệ càng ngày càng nhỏ đồng thời thuần ái văn nữ phối nếu là quá sinh động thường xuyên sẽ bị chỉ trích nói xấu nữ tính không tôn trọng nữ tính hiện tại độc giả cũng càng ngày càng không tiếp thụ thuần ái văn bên trong xuất hiện ngôn tình hoặc là ngôn tình văn bên trong xuất hiện thuần ái tình huống đồng thời tống giảng cũng cảm thấy gần đây mấy lần nhiệm vụ hình cưới cái này chiêu tỷ lệ thất bại ngay tại dần dần lên cao. Hiện tại thuần ái văn đã không bằng mấy năm trước như vậy bảo thủ, bộc lộ áp lực cũng đã không có lớn như vậy, cho nên, đã có thể quan minh chính đại cùng người mình yêu mến cùng một chỗ, còn có tên có phần, làm gì còn muốn cho một cái không quan hệ nữ nhân tham gia tiến đến. Nhưng khi sơ tống giảng hợp đồng ký 5 năm, hiện tại mới quá 3 năm, nếu là khai trừ đối phương, công ty liền phải bồi thường một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng mà những ngành khác cương vị đều đã đủ quân số, điều cương vị cũng không có danh ngạch, lãnh đạo ý tứ đương nhiên chính là muốn nàng mình từ chức tốt nhất, thế nhưng là, muốn làm thế nào đâu, phân công quản lý thuần ái bộ bộ trưởng trái lo phải nghĩ về sau, vỗ tráng một cái, nghĩ đến biện pháp, tiểu ngôn A, hắn cười tủng tiễn tìm được ngôn tình bộ bộ trưởng, hỏi, các ngươi gần đây bận việc thông thả A, tạm được. Ngôn tình bộ cùng thuần ái bộ một loại hiếm có tới hướng, vì vậy đối với đột nhiên tìm tới cửa thuần ái bộ bộ trưởng, ngôn tình bộ bộ trưởng có chút cảnh giác. Làm sao rồi, không có gì, chính là chúng ta thuần ái văn nữ phối bộ, ngươi cũng biết, gần đây hiệu quả và lợi ích không tốt, không có công việc gì lượng, nhân viên nhàn rỗi nàng cũng rất ngượng ngùng, liền hỏi ta có cái gì công việc khác có thể làm. Ngươi xem một chút các ngươi có cái gì bận không qua nổi bản án, ta cho các ngươi chia sẻ chia sẻ chứ sao, có ngược lại là có. Ngôn Tình Bộ bộ trưởng do dự một chút, nhưng coi như bận rộn nữa, cũng không có khả năng đem công việc tùy tiện như vậy giao cho một cái không có chút nào ngôn tình thế giới kinh nghiệm làm việc người mới a. À. Coi như đều là nữ phối công việc, Thuần Ái Văn cùng Ngôn Tình Văn cũng là có vách tường, người cũng không phải không biết, chính là biết mới tới a. À. Thuần Ái Văn bộ trưởng nghĩ thầm, có vách tường liền mang ý nghĩa đại khái suất thất bại, mà công việc nếu là thất bại quá nhiều lần, nhân viên liền sẽ dao động lòng tin từ đó hoài nghi năng lực của mình cũng sẽ ngượng ngùng đối mặt đồng sự lãnh đạo đến lúc đó lại tìm nàng nói chuyện nói chút nhìn như đứng tại đối phương lập trường vì đối phương suy nghĩ tỉ như nói chúng ta biết ngươi rất cố gắng a à, nhưng ngươi khả năng không thích hợp công việc này tiếp tục làm tiếp cũng chỉ sẽ để cho mình đau khổ sao không tranh thủ thời gian quay đầu đi tìm công việc khác đâu nhân sinh khổ đoạn không muốn lãng phí thời gian nhân viên đại khái xuất sẽ còn cảm thấy công ty là vì chính mình suy nghĩ lòng mang cảm kích quyết định rời đi đi tìm càng thích hợp công việc của mình nghĩ như vậy hắn tâm tư liền càng linh hoạt nói vậy ngươi có thể đem phong tồn phế án cho ta a à? phế án văn ngôn ngôn tình bộ bộ trưởng kinh ngạc lên giọng bọn hắn chỗ công ty là một cái chuyên môn vai phụ công ty cái gọi là vai phụ công ty chỉ là thu về đã hoàn tất nguyên văn thế giới sau đó sử dụng vai phụ làm ra nhất định phá hư thay đổi nữ tầng thế giới thường thấy nhất chính là sử dụng nữ phối phá hư nhân vật chính tình cảm, nam nhiều lần thế giới thường thấy nhất thì là sử dụng nam phối cướp đoạt nhân vật chính khí vận, sau đó lại mở ra cho khách nhân, cung cấp bình định lập lại trật tự cơ hội, dựa vào này lợi nhuận, cái gọi là phế án, chỉ chính là một chút không ai có thể thành công hoàn thành thế giới cải tạo nhiệm vụ, mà bị phong tồn thế giới. Dạng này thế giới hoặc nhiều hoặc ít đều tồn tại một chút khó mà đánh hạ tiết điểm, cho nên không cách nào làm thương phẩm lên khung. Thuần ái bộ trước đó cũng có thật nhiều phế án, bất quá năm ngoái đều bị hiện tại bộ trưởng một hơi thanh không, hắn cũng dựa vào phần này kinh người công trạng, được đề bạc làm thuần ái bộ bộ trưởng. Chúng ta ngôn tình nữ phối bộ cốt cán nhóm đều trầm xa gãy kích thật nhiều lần, mới bất đắc dĩ phong tồn, các ngươi thuần ái bộ xem náo nhiệt gì, cái này không ngươi nói nàng không có kinh nghiệm mà. Dù sao là phế án, liền cho nàng luyện tay một chút, thất bại cũng không có gì đúng không lại nói không chừng thay cái công việc mạch suy nghĩ nhiệm vụ này có thế thành công đâu nếu là thành công ngươi mỗi giảm bớt một kiện phong tồn vụ án công trạng không lại càng sông đi lên một đoạn cái này ngôn tình bộ bộ trưởng suy nghĩ một chút dường như đúng là như thế nhưng nàng vẫn có chút lo nghĩ không phải ngươi không có khả năng đột phát từ bi giúp ta như vậy a à? ngươi có âm mưu gì thuần ái bộ bộ trưởng đương nhiên sẽ không nói cấp trên muốn dùng buồn nôn như vậy phương pháp bức nhân viên từ chức cái này nếu là truyền đi lãnh đạo kia còn có hắn tốt thế là hắn nói cái này kỳ thật hoàn toàn chính xác có chút tư tâm ngươi nhìn chúng ta bộ cô nương trường kỳ bị đối với nữ nhân không hứng thú nam nhân vây quanh hiện tại cũng đối với mình nữ tính mỹ lực có chút hoài nghi ta liền nghĩ để nàng lại cảm thụ một chút bị nam nhân truy đuổi vui vẻ nha hắn kiểu nói này ngôn tình bộ bộ trưởng mới chợt hiểu ra, sau đó cười nói, dạng này a, à, vậy được đi, đã ngươi đều nói như vậy, vậy chúng ta liền thử một chút xem sao. Chương 02, Nữ Nhi xuất sinh, đây là ngươi tiếp theo phần nhiệm vụ, thuần ái bộ bộ trưởng cười tủng tỉm đem một phần dính lấy không ít cho bụi hồ sơ túi hướng phía tống giảng đưa tới, bởi vì hồ sơ túi đã mười phần cổ xưa. Phía trên xu hướng tính dục một cột phía sau bút tích đều đã mơ hồ không rõ, chẳng qua tống giảng hoàn toàn không để ý, Căn cứ quán tính, nàng đương nhiên cảm thấy công việc của mình khẳng định đều là thuần ái thế giới, có điều, liền xem như nàng, cũng cảm thấy cái này hồ sơ túi có chút cổ xưa quá phận, nhưng nếu như chỉ là cổ xưa, thế thì còn không có gì, nhưng tống giảng mở ra xem xét, lại phát hiện văn kiện bên trong chỉ có một tấm giấy thật mỏng, phía trên giảng lược viết kịch bản đại khái, nhưng bình thường nên có nhân vật giới thiệu, kỹ càng tình tiết giới thiệu, trọng yếu tràn cảnh giới thiệu, lại cái gì cũng không có, bộ trưởng đây là bộ trưởng cũng không giấu giếm nói thẳng đây là một bộ phế án phế án tống giản mở to hai mắt nhìn biết phế án quả thực chính là nghi nan tạp chứng đại danh từ một chữ khó hai chữ rất khó ba chữ phi thường khó bốn chữ khó càng thêm khó làm sao rồi hù đến rồi thấy thế bộ bắt đầu cười dài không có gì đáng sợ ngươi tại chúng ta bộ môn cũng công việc lâu như vậy để ngươi thử một lần phế án cũng là đối ngươi năng lực một lần khẳng định. Tống giảng công việc nhiều năm như vậy, sớm đã không cầu thăng chức, chỉ cầu ổn định Phật hệ sống qua ngày, nhưng bây giờ cũng bởi vì cái này lớn lao khẳng định, mà có chút mở to hai mắt nhìn, hưng phấn nói, thật. Tạ ơn Bộ trưởng. Ta sẽ cố gắng, tốt, đã dạng này, ngươi bây giờ đi chuẩn bị ngay một chút, cuối tuần nhìn xem kịch bản, thứ hai tiếng vào thế giới, được rồi. Bộ trưởng, hai ngày sau, tống giản mặt mày ủ rũ đi tới chuẩn bị thất. Nhìn nét mặt của nàng, bộ trưởng liền không nhịn được cười hỏi nàng, thế nào? Có mấy phần chắc chắn, tống giản không có niềm tin chắc chắn gì chần chờ nói, ta đem kịch bản đại cương chải vuốt mấy lần, căn cứ trong đó mấy cái nhân vật chủ yếu hành vi hình thức, phỏng đoán một chút bọn hắn tính cách bối cảnh, suy xét mấy công việc phương án, chẳng qua bởi vì kịch bản đại cương cung cấp tin tức quá ít. Tình huống cụ thể còn phải tự mình sau khi tiến vào, đón thêm gần xác định một chút đối với cố gắng của nàng bộ trưởng xem thường những cái này công tác chuẩn bị mỗi cái nghề nghiệp vai phụ tiến vào thế giới mới trước đều sẽ làm nhưng ngôn tình nữ phối bộ nhiều như vậy nhân viên công tác đều không thể thành công hắn cũng không thấy phải tống giảng có chỗ đặc biệt gì huống chi người ta còn có thế cầm tới cụ thể nhân vật giới thiệu mà tống giảng chỉ có một tấm chính hắn xuyên tạc kịch bản đại cương có thế thành công mới là gặp quỷ nghĩ tới đây bộ trưởng hòa ái dễ gần nói không có việc gì không có việc gì đừng có áp lực quá lớn hết sức liền tốt như vậy chúng ta liền bắt đầu rồi tống giản nằm nhập tung ra nghi vẻ mặt đau khổ nhẹ gật đầu bởi vì là nhiều năm trước phế án thế giới này rất cổ xưa cổ xưa đến nhân vật nam chính nhân thiết lấy hiện tại ánh mắt đi xem thậm chí có chút quỷ dị hắn là cái lãnh khóc vô tình ma giáo giáo chủ cái này không có gì hắn thuở thiếu thời bởi vì là thiên hạ đệ nhất đẹp thanh danh của người, mà bắt đi nàng. Ép buộc nàng về sau, lại rất nhanh mất đi hứng thú, cái này cũng không có gì. Thời đó, rất nhiều nam chủ đều rất cặn bã, không kiên nể gì cả, tà mị cùng quyến cặn bã, nhưng vấn đề mấu chốt nhất thiết lập là, hắn yêu mình nữ nhi, hắn ép buộc thiên hạ đệ nhất mỹ nhân về sau, bọn hắn sở sinh hạ nữ nhi. Đồng thời tại lần đầu tiên nhìn thấy cái kia vừa ra đời hài tử lúc, cũng bởi vì cảm thấy mình chưa bao giờ thấy qua dạng này đôi mắt thuần khiết nụ cười ngây thơ sinh vật mà đặc biệt để bụng tống giản nhìn đến đây lúc đầy trong đầu dấu chấm hỏi lập tức lên mạng tìm đọc một chút năm đó tư liệu phát hiện dạng này thiết lập thời đó hoàn toàn chính xác nhiều như sao trời mà những năm gần đây nên nhã rảnh địa phương cũng đều bị rộng rãi dân mạng nhã rảnh xong cho nên sau khi xem xong tống giản một câu nhiều cũng nhã rảnh không ra sau đó nữ nhi trổ mã phải so với nàng thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mẫu thân càng thêm mỹ lệ cùng cùng cha khác mẹ ca ca cùng nàng ám vệ cùng nhau lớn lên sau đó lại tại rời đi ma giáo về sau kết bạn thiếu niên hiệp khách thần tăng thần y vương gia bọn hắn đều là chi cảm mến cuối cùng cùng một chỗ giết chết cuối cùng nhân vật phản diện cũng chính là tiêu nghĩ đến nữ nhi phụ thân liền chăn lớn cùng ngủ ở cùng một chỗ một tuần bảy ngày một ngày một người năm đó vẫn là cái cho phép nhiều người vận động thời kỳ vốn nên là như vậy nhưng dạng này kịch bản liền xem như tống giảng dạng, dạng này sẽ không suy nghĩ nhiều nhân viên xem hết cũng sẽ cảm thấy không đúng bởi vậy bộ trưởng đem chữ viết kịch bản xuyên tạc thành nữ nhi một đường lớn lên so với nàng thân là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mẫu thân càng thêm mỹ lệ cùng cùng cha khác mẹ ca ca cùng ám vệ cùng nhau lớn lên sau đó lại kết bạn thiếu niên hiệp khách thần tăng thần y vương gia Bọn hắn đều yêu phụ thân của nàng, ma giáo giáo chủ, thế nhưng là ma giáo giáo chủ lại chỉ yêu lấy mình nữ nhi. Như vậy, Tống giảng đi ngăn cản những cái kia nam phối cùng ma giáo giáo chủ, chính là vô dụng công, bởi vì bọn hắn vốn là sẽ không ở cùng một chỗ, mà nàng cũng căn bản sẽ không ngăn cản chân chính CP nữ chủ cùng những nam nhân kia cùng một chỗ, cái này chú định nàng sẽ thất bại. Tống giảng đối với cái này không hề có cảm giác, nàng xem hết kịch bản ý nghĩ đầu tiên chính là ném đi cái kia yêu hài nhi kinh dị thiết lập không nói, mà giáo giáo chủ thiết lập, kỳ thật chính là cái rất thường gặp vạn người mê thiết lập mà, cũng không biết là cường thụ. Vẫn là đẹp công, một số thời khắc, thuộc tính khác nhau nhân vật, phải dùng khác biệt phương pháp làm việc, bình thường văn kiện trong tư liệu đều sẽ viết rõ thuộc tính, nhưng cổ sớm thời kỳ khả năng còn không có thống nhất quy phạm tốt, nghĩ như vậy. Nhiều như vậy nam nhân yêu một cái toàn tâm toàn ý yêu một nữ nhân thẳng nam xem ra lần này thế giới, hẳn là khuynh hướng ngược văn. Nương tựa theo kinh nghiệm làm ra phán đoán như vậy về sau, Tống Giản nghĩ, vậy nếu như nàng lựa chọn trở thành nữ nhi cái này nữ phối, nhiệm vụ không phải rất đơn giản sao? Kết quả đã nhìn thấy kịch bản đại cương tờ kia giấy lưng sau viết nhiệm vụ yêu cầu. Một, nhân viên công tác không được thay vào thân nữ nhi phần, lại bởi vì bảo hộ trẻ vị thành niên dự luật, nhất định phải ngăn cản nam số một ma giáo giáo chủ đối nó vặn vẹo tình cảm, đề cử sử dụng thân phận, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Hai, bản án trước đó từng vì nhiều người thiết lập, làm trái quốc gia tương quan pháp quy, bởi vậy chủ CP quan hệ thiếu thốn, nhưng có mặt cho một nam phối thành công tức là nhiệm vụ thất bại. Ba, bản án nhận định bổ cứu biện pháp tương đối trường rà, thiết lập quá thoát ly thời đại, bởi vậy phán định hết hiệu lực, không cho vận doanh, mà một loại nói đề cử sử dụng, tiềm ẩn hàm nghĩa chính là chỉ có cái này cho ngươi dùng. Nói cách khác, tống giảng lần này thân phận, sẽ là cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân nàng đen đuổi bị ma giáo giáo chủ nhất thời hưng khởi bắt đi sau đó lại bị vứt bỏ bởi vì sinh hạ nữ nhi ma giáo giáo chủ đối nàng một trận cũng tốt hơn nhiều nhưng nàng tại phát hiện hắn đối nữ nhi của mình thú niệm về sau trực tiếp điên sau đó bị ma giáo giáo chủ giết chết mà lại bởi vì lúc ấy cho phép nhiều người thiết lập kịch bản nói cuối cùng nhiều như vậy nam nhân cùng một chỗ cùng ma giáo giáo chủ chăn lớn cùng ngủ bởi vậy không có chủ cp lại hoặc là có thể nói, tất cả mọi người là chủ CP, như vậy tống giản nếu như phải hoàn thành ngăn cản chủ CP cùng một chỗ nhiệm vụ, kia liền không còn là dĩ vãng một đối một cản trở, mà là một đối nhiều đa tuyến phòng thủ, cái này độ khó, tống giản đếm kịch bản bên trên nam phối nhân số, chỉ là suy nghĩ một chút, liền tê cả da đầu, thật không hổ là trong truyền thuyết đại danh đỉnh đỉnh phế án, cách không được sẽ hết hiệu lực, mà theo một tiếng nhỏ bé yếu ớt khóc lóc, tuyên cáo nữ nhi sinh ra, Tống giảng cũng mở mắt, bị chính thức đầu nhập vào thế giới này, để ta. Thấy bà đỡ muốn đem hài tử mang đi, nàng lập tức cấp bách mở miệng nói, "Để ta xem một chút hài tử." Bà đỡ cười nói, "Phu nhân đừng vội, nô tỳ trước tiên đem tiểu thư rửa sạch sẽ, cái này ôm tới." "Không, được rồi." Không kịp, Tống giảng đang muốn mở miệng, chỉ nghe thấy ngoài phòng truyền đến tiếng vang. Nàng lập tức thở dài, nghĩ thầm, nàng liền biết sẽ không như thế đơn giản nàng vốn nghĩ nữ nhi vừa ra đời, liền đem nàng giấu ở trong khuỷu tay, để nam chủ nhìn không thấy nàng, nhưng hiện tại xem ra, hiển nhiên không có khả năng, kỳ thật tống giản cũng biết, ngay từ đầu ý đồ tránh đi bọn hắn gặp nhau thành công khả năng cực nhỏ, dù sao đây coi như là thế giới này chủ thiết lập một trong, bắt đầu liền băng một cái chủ thiết lập, nào có dễ dàng như vậy, có điều, có cơ hội luôn luôn phải thử nhìn một chút, vạn nhất đâu. Mà liền tại bà đỡ đem hài tử hướng phía nước nóng ôm đi thời điểm, một cái một thân huyền y cẩm bào nam nhân đi đến, lập tức, trong phòng không khí trở nên một mảnh túc xác, tất cả hạ nhân đều run rẩy vạn phần quỳ xuống, Tống giảng đã từng làm qua hoàng đế quý phi, hoàng hậu, muốn nàng nhìn, cái này nam nhân nói là ma giáo giáo chủ, nhưng khí thế cùng hoàng đế so sánh cũng không kém bao nhiêu, chẳng qua cũng đúng, thổ hoàng đế nha, mà Tống giảng cẩn thận nghiên cứu đọc qua kịch bản, cảm thấy lúc này, ma giáo giáo chủ đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vẫn còn có chút chấp nhất bằng không hắn căn bản sẽ không tại nàng sinh con thời điểm xuất hiện dù sao lúc trước hắn còn có con trai lúc sinh ra đời hắn liền cũng không nhìn một cái một chút vô số nữ phối tiền bối hiển nhiên cũng phát giác được điểm này trong các nàng có không ít người ý đồ lợi dụng một chút điểm ấy mở màn độ thiện cảm nhưng rất nhanh các nàng liền phát hiện từ khi nữ nhi sau khi xuất hiện điểm ấy đối thiên hạ đệ nhất mỹ nhân chấp niệm rất nhanh liền sẽ chôn vùi không gặp lúc này Tống giảng nhìn xem ma giáo giáo chủ ánh mắt rơi vào bà đỡ trong ngực hài nhi trên thân, sau đó bất động, nàng hít sâu một hơi, nghĩ thầm, bắt đầu, bắt đầu, nàng lần thứ nhất chấp hành phế án cấp bậc cao nhiệm vụ khó khăn, bắt đầu. Thời đó, dường như rất lưu hành họ kép, ma giáo giáo chủ gọi là Nam cung Thuần, hắn vì mình nữ nhi đặt tên là Nam cung Nguyệt, khả năng ngụ ý là coi như nàng muốn trên trời mặt trăng, hắn cũng sẽ hái cho nàng đi. Mang hài tử Tống giảng cũng không nhọc lòng bởi vì Nam Cung Thuần lập tức liền an bài tốt nhũ mẫu, nàng coi như muốn tự mình chiếu cố, người ta cũng không cho nàng nhúng tay cơ hội, mà lại Nam Cung Nguyệt cũng hoàn toàn chính xác cùng bình thường hài nhi khác biệt, nàng phi thường nhu thuận, phi thường nghe lời, gần như chưa từng khóc trống, bất luận trông thấy ai cũng sẽ lộ ra nụ cười sáng lạng, phi thường đáng yêu, từ nàng xuất sinh về sau. Nam Cung Thuần đến tống giảng trong viện số lần thẳng tắp lên cao, gọi nàng thời khắc lo lắng đến Nam Cung Thuần đột nhiên nhiệt huyết sông lên đầu, quyết định đem Nam Cung Nguyệt mang theo trên người mình nuôi, không cho phép nàng tới gần, nhìn hắn đối với nữ nhi này yêu quý, nàng luôn cảm thấy cái này không là chuyện không thể nào, vì thế, Tống Giảng không thể không thử mở miệng dò hỏi, giáo chủ, bởi vì nhiệm vụ lần này, liền tối thiểu nhân vật giới thiệu tư liệu đều không có, bao quát nàng vai trò cái này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nàng cũng hoàn toàn không hiểu rõ, nàng không thể không dựa vào mình chủ động giao lưu câu thông, đến hiểu rõ mỗi cái nhân vật tính cách ngài sẽ từ bên cạnh ta mang đi Nguyệt Nhi sao? Chương không ba, nhất định phải nuôi dưỡng, Nam Cung Thuần đứng tại Nguyệt Nhi cái nôi bên cạnh, cúi đầu đi xem nàng ngủ trưa lúc dáng vẻ, nhìn xem nàng kia điềm tĩnh ngủ mặt, chỉ cảm thấy mình đầy ngập lệ khí cũng dần dần bình phục xuống dưới, nhưng nghe thấy lời này, hắn ngẩng đầu nhìn về phía kia đứng tại đối diện nữ nhân, nguyên bản không tự giác nhu hòa mặt mày, lại thói quen lộ ra âm vụ thần sắc, nữ nhân này tư sắc đích thật là cực kỳ xuất chúng, cho dù là hắn, qua nhiều năm như vậy cũng lại chưa thấy qua có thế cùng sánh vai nữ nhân nhưng tại ngay từ đầu mới mẻ kỳ kết thúc về sau hắn liền cảm giác tính tình của nàng không có chút nào hợp ý hắn vô ý thức liền hơi không kiên nhẫn cảm thấy nàng mở miệng là một loại quấy rầy nói làm sao tống giản cũng không dài dòng trực tiếp thẳng thắn nói ta nghĩ nuôi dưỡng nguyệt nhi nam cung thuần không khỏi hơi kinh ngạc ngươi ngay từ đầu không phải là không muốn muốn đứa bé này a à? Từ khi hắn ép buộc nàng lần kia về sau, nàng cả người đều phản phất sụp đổ, có chút cử chỉ điên rồ lên, mỗi lần Nam cung thuần tới gần, đều thét lên chạy trốn, phản phất hắn là cái gì ác quỷ tu la, đi mấy lần về sau, gặp nàng luôn là một bộ điên điên khùng khùng, bẩn thiểu dáng vẻ, hắn liền cũng liền phiền chán. Cứ như vậy chẳng quan tâm quá mấy tháng, chiếu cố nàng hạ nhân mới phát hiện nàng thế mà mang thai. Nguyên bản Nam cung thuần đối với đứa bé này không thèm để ý chút nào. Nhưng ai ngờ bình thường nàng chỉ là lẳng lặng cuộn mình trong góc ngẩn người, có một lần chợt tỉnh táo lại một cái chớp mắt, mang theo hài tử lao ra muốn nhảy giếng tự sát, về sau đương nhiên bị cứu lại, nhưng Nam cung thuần vì thế giận không kềm được, hắn đồ vật hắn có thể không cần, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng người khác phá hư, thế là lúc này liền hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải làm cho nàng đem đứa bé này sinh ra tới. Hài tử sau khi sinh, Nam cung thuần mới đột nhiên may mắn, còn tốt để nàng sinh xuống tới bởi vì cái này hài tử là như thế không giống bình thường, trên đời chỉ có một mình nàng, nhìn chăm chú lên ánh mắt của hắn như thế yên tĩnh, bình thản, trong veo, tinh khiết, không có e ngại, chán ghét, căm hận, tính toán, giấu giếm, lời nói dối, nàng như thế yếu ớt, yếu ớt đến không có một chút chủ kiến của mình, chỉ có thể phụ thuộc lấy hắn, ỷ lại lấy hắn, tuyệt đối sẽ không phản kháng hắn, phản đối hắn, đối với hắn lá mặt lá trái, mặt ngoài cung kính, sau lưng lại lập mưu phản bội hắn tự thân vì nàng đặt tên là Nam Cung Nguyệt, quyết định, muốn để mình nữ nhi giống như trên trời sáng trong minh nguyệt, không để nàng nhiễm một điểm dơ bẩn, vĩnh viễn mỹ hảo, nguyên bản, hắn là cảm thấy sinh xong hài tử về sau, tống giảng liền đã không có tác dụng, nhưng ai ngờ Nam Cung Nguyệt xuất sinh về sau, tình huống của nàng dường như tốt lên rất nhiều, đầu não thanh tĩnh, hành vi cử chỉ cũng không còn cực đoan quá dị, khôi phục bình thường. Thần sắc cũng so ngày xưa bình tĩnh lạnh nhạt rất nhiều, trông thấy hắn thời điểm cũng không còn luôn luôn hoảng sợ thúc thiết thét lên kêu trên mặc dù luôn luôn cách một khoảng cách lộ ra xa lánh cẩn thận nhưng so với tình huống trước đã tốt hơn nhiều lắm đã như vậy lưu nàng một mạng làm xinh đẹp bài trí cũng không có gì không tốt nàng dù sao vẫn là nguyệt nhi mẫu thân thế nhưng là nếu như nàng để lộ ra không nghĩ nuôi dưỡng nguyệt nhi hoặc là chán ghét nguyệt nhi ý nghĩ nam cung thuần đã cảm thấy nàng không cần thiết lại sống xuống dưới thật không nghĩ đến, cái kia cương liệt đến từng muốn dẫn lấy hài tử cùng một chỗ chịu chết nữ nhân, nói muốn tự thân nuôi dưỡng Nguyệt Nhi, Nam Cung Thuần không khỏi liền có chút sinh nghi, nhưng những tình tiết này đều thuộc về chi tiết miêu tả, trong tay chỉ có giảng lược đại cương tống giảng hoàn toàn không biết gì, bởi vì kịch bản đại cương bên trong đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân miêu tả rất ít, có quan hệ nàng hành vi hình thức trực tiếp miêu tả, chỉ có một câu. Phát giác được Nam Cung Thuần đối Nam Cung Nguyệt tâm tư về sau, trực tiếp điên, cho nên căn cứ vai phụ công việc huấn luyện lúc học được, cùng nó định nghĩa một người là cái dạng gì, không bằng đi định nghĩa một người không là cái dạng gì càng tinh xác tính cách đề cử nguyên tắc, Tống giảng cảm thấy, nàng vai trò nhân vật này, hẳn không phải là loại cuộc sống đó vui sướng người, hẳn không phải là loại kia độc lập kiên cường rộng rãi tính cách, hẳn không phải là loại kia gia đình quan hệ hòa thuận, rất có cảm giác an toàn người, nhưng cho dù cầm tới cùng một phần kịch bản, cho dù là cùng một vai khác biệt diễn viên biểu hiện phương thức cũng hoàn toàn khác biệt. Có người công việc lộ tuyến là điềm đạm đáng yêu tiểu bạch hoa, có người công việc lộ tuyến là xinh đẹp ưu nhã nhân gian phú quý hoa, có người công việc lộ tuyến thì là đóng vai cao ngạo lạnh lùng cao lĩnh chi hoa, tống giảng công việc lộ tuyến thì là bình tĩnh phật hệ thiếu nữ. Có thể là bởi vì tại thuần ái văn thế giới bên trong ở lâu, tại cùng nam nhân ở chung phương diện này, nàng đã vô dục vô cầu, dù sao, một nữ nhân có thế cùng thuần ái văn gia môn dục cầu cái gì đâu, thế là lập tức, nàng liền rủ xuống mặt mày nói. Nguyệt Nhi đều đã xuất sinh, ta muốn để nàng có thể thật tốt lớn lên, không biết Nam Cung Thuần là như thế nào giải đọc câu nói này, nhưng hắn dường như tiếp nhận giải thích của nàng, trầm ngâm trong chốc lát về sau, nhẹ gật đầu, ngươi là nàng mẫu thân, tự mình nuôi dưỡng nàng, vốn là đương nhiên sự tình. Tống giảng lập tức có chút không dám tin tưởng thế mà dễ dàng như vậy, đây chính là phế án cấp bậc độ khó cao thế giới A nàng có chút không thể tin đưa mắt lên nhìn, quan sát đến Nam Cung Thuần biểu lộ, muốn nhìn ra hắn là không phải là đang nói nói mát, thật, bây giờ, Tống Giảng sẽ đem đen nhánh nhu nhuận tóc dài thật tốt chảy vuốt, cũng sẽ đem tấm kia thanh lệ tuyệt tục khuôn mặt lau sạch sẽ, ngũ quan cũng sẽ không lại bởi vì sợ hãi cực độ mà vạn vẹo, làm nàng ánh mắt trong suốt sáng tỏ trong lại lúc, hồi lâu chưa từng thấy qua thiên hạ đệ nhất mỹ nhân vốn có phong thái Nam Cung Thuần, đã lâu sửng sốt một chút nhưng hắn rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, lãnh ngạo nhẹ gật đầu. Bây giờ, trong ma giáo còn có một số dị đoan phần tử, tại ngo ngoe muốn động, trên giang hồ cừu gia cũng chưa giải quyết sạch sẽ, Nam Cung Nguyệt nếu là ở bên cạnh hắn, hắn thứ nhất không có nhiều thời gian như vậy chiếu cố, thứ hai cũng cũng không an toàn, thứ ba, nếu là có thể, Nam Cung Thuần cũng hy vọng Nam Cung Nguyệt có thể tại phụ mẫu yêu thương hạ lớn lên, không cần thiếu thốn bất kỳ bên nào, hắn từ nhỏ liền không có cha mẹ, đã từng hướng tới quá phụ mẫu song toàn sinh hoạt chỉ là trời sinh tính lạnh nhạt chưa hề nghĩ tới muốn cùng cái gì nữ nhân dắt tay cả đời nhưng đã tống giản muốn thực hiện làm mẫu thân chức trách hắn đương nhiên vui vẻ mà xem đang sinh ra lễ ba triều lễ về sau nam cung nguyệt trăng tròn ngày ấy nam cung thuần tổ chức một trận yến hội long trọng tống giản làm hiện tại hắn bên ngoài sủng ái nhất phu nhân lại là nữ nhi của nàng hành lễ tự nhiên cũng là trang phục lộng lẫy lấy có mặt tiệt trụ nàng trong thế giới này hết sức trẻ tuổi, năm nay chỉ có 17 tuổi, cái tuổi này để tống giảng không khỏi cảm giác có chút nhìn thấy mà giật mình, nhưng nghĩ đến cái này thế giới được sáng tạo ra lúc, còn không có gì 18 tuổi khả năng yêu đương loại hình quy định, nàng cũng chỉ đành cố gắng học tiếp nhận, gần đây khoảng thời gian này, ước chừng là bởi vì cưng chiều nam cung nguyệt, nam cung thuần vật gì tốt đều hướng nàng trong viện đưa. Không chỉ có đem nam cung nguyệt nuôi trắng trắng mập mập, liên đối lấy tống giảng đều nhận ân trạch, cả người đều nuôi tóc dài đen nhánh mềm mại, màu da trắng nõn oánh nhuận, mắt sắc thủy quan doanh doanh, lại thêm nàng thân thể, là tại từng cái thế giới ngành giải trí cùng trong xã hội thượng lưu ma luyện ra thước tha mềm mại, đi theo nam cung thuần sau lưng đi tới lúc, lập tức liền hấp dẫn vô số ánh mắt, tống giảng đối với cái này nhìn như không thấy ngồi tại nam cung thuần bên người vị trí, cùng hắn cùng một chỗ cùng hưởng đám người ngưỡng mộ, mà nam cung nguyệt tự có nhũ mẫu ôm lấy. Đứng tại tống giảng sau lưng. Nam Cung Thuần dáng dấp tuấn Mỹ tà mị, thời đó ma giáo giáo chủ, căn bản cũng không có không tà mị cuồng quyến, nhưng hắn thỉnh thoảng liền hướng phía sau lưng nhũ mẫu trong ngực tả lót nhìn lại thần thái, cực điểm ôn nhu. Tống giản nhìn thấy không ít người đều lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó nhìn mình lúc, càng thêm tôn kính. Nàng biết, người bình thường nhất định đều coi là, Nam Cung Thuần như thế lạnh tâm lãnh tình người, sẽ như thế thích một đứa bé, nhất định là bởi vì hắn yêu hài tử mẫu thân dù sao trước đó hắn lại không phải là không có hài tử khác, cũng không gặp hắn nhìn nhiều quá một chút, nhưng Tống Giảng biết chân tướng, cho nên chỉ là duy trì mở cửa bán mỉm cười, giữa lông mày nhưng không thấy dư thừa vui mừng. Trải qua tháng này quan sát cùng ước định, nàng phán đoán Nam Cung Thuần hẳn không phải là loại kia trời sinh luyện đồng thuật sĩ, bởi vì trước đây hắn từng có không ít nữ nhân, nói rõ hắn cũng không phải là chỉ đối ấu tiểu hài đồng có phản ứng, mà lại, trước đây hắn cùng Nam Cung Nguyệt tiếp xúc bên trong, cũng phần lớn không có cái gì càng cự hành vi nhìn chẳng qua chỉ là cái quá yêu thương nữ nhi đồ ngốc ba ba mà thôi tống giản kết hợp những ngày này quan sát phân tích về sau cảm thấy hắn hiện tại hoặc là hoàn toàn chính xác không có ý tứ gì khác chỉ là quá yêu thích nữ nhi hoặc là chính là mình cũng không có phát giác được mình đối nữ nhi coi trọng bao hàm cái gì khác hàm nghĩa có một số việc thường xuyên là cần phải có chút khác chất xúc tác mới có thể thấy rõ ràng tống giảng tại rất nhiều văn bên trong làm nữ phối lúc thấy thêm loại này tràn cảnh, thanh mai trúc mã hai người bởi vì từ nhỏ quan hệ rất tốt, ngược lại không làm rõ ràng được đến cùng phải hay không thích đối phương. Lúc này nàng làm nữ phối liền sẽ tiếp cận một người trong đó, sau đó các nhân vật chính liền sẽ thấy rõ nội tâm của mình, phát hiện mình không muốn đem đối phương tặng cho bất kỳ người nào khác, phát hiện mình nhưng thật ra là thích đối phương vân 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 vân. Nếu là trước một loại khả năng, tự nhiên là không còn gì tốt hơn chỉ cần không chút biến sắc giảm bớt hắn cùng Nam Cung Nguyệt tiếp xúc, sau đó tìm tới chuyển di hắn lực chú ý biện pháp, có lẽ liền có thể suy yếu bọn hắn liên hệ, nhưng sau một loại khả năng liền khá là phiền toái, muốn làm ra sức phán đoán chuẩn xác, vẫn là phải tiếp tục quan sát, nghĩ tới đây, Tống Giảng quay đầu đi, hướng phía nhũ mẫu ôm nhu nói, đem hài tử cho ta ôm lấy đi, nhưng đương nhiên, nhũ mẫu trước nhìn thoáng qua Nam Cung Thuần, một giây sau, Nam Cung Thuần nhân tiện nói, ta đến ôm nàng. Tống giảng quay đầu nhìn lại, gặp hắn rõ ràng là tâm huyết dân trào nhất thời hưng khởi, liền cũng không có lên tiếng ngăn cản. Nếu là có thể nói, nàng hận không thể có thể đem Nam cung Nguyệt cùng Nam cung Thuần cách ly, nhưng tình tình hình khó khăn. Bây giờ nàng sống ở Nam cung Thuần dưới mái hiên, đừng nói kinh tế độc lập, ăn ở đều muốn nhìn hắn sắc mặt, coi như muốn cùng hắn cả đời không qua lại với nhau, cũng phải bận tâm đến Nam cung Nguyệt an toàn, nếu là đem hắn chọc giận, hắn trực tiếp đem Nam cung Nguyệt mang đi tống giảng đối mặt tình huống sẽ chỉ càng hỏng bét, thế là nàng chỉ có thể nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm nam cung nguyệt, quyết định một khi phát hiện cái gì không đúng, liền lập tức đem nàng cướp về, mà lúc này, nam cung nguyệt hướng phía nam cung thuần, thân mật nở nụ cười, đứa nhỏ này bây giờ đã quen thuộc thường xuyên đến nhìn nàng nam cung thuần, rất biết điều, thế là luôn luôn mặt không biểu tình, một bộ tùy thời chuẩn bị giết người cả nhà biểu lộ nam cung thuần, cũng đi theo cười. Bộ hạ của hắn đại khái rất ít gặp hắn cười, không ít người trực tiếp cùng gặp quỷ, sững sờ ngay tại chỗ. Giáo chủ. Tống giảng lập tức nắm lấy cơ hội nói, ngài nhìn bên kia, Văn Ngôn, nam cung thuần thuận tầm mắt của nàng, cũng nhìn qua. Mới còn nhìn xem bên này nghẹn họng nhìn trân trối người trong ma giáo vội vàng sợ hãi cúi đầu xuống, chỉ là trước đó trên mặt còn sót lại kinh ngạc, vẫn là lập tức liền bị nam cung thuần thu hết vào mắt, hắn khôi phục mặt không biểu tình, phiền chán nói, có cái gì tốt nhìn? Văn Ngôn Tống giản cười cười, thấp giọng nói, không có gì, chính là cảm thấy nét mặt của bọn hắn có chút thú vị, thuận tiện còn có thể lãng phí một chút thời gian của ngươi, đợi lát nữa liền nên đem Nguyệt Nhi ôm đi đi cạo tóc máu. Quả nhiên, sau một khắc, người chủ trì liền tuyên bố giờ lành đã đến, vũ mẫu đem Nguyệt Nhi cẩn thận từng ly từng tí từ Nam Cung Thuần trong ngực tiếp tới, chỉ là cạo tóc đao cụ vừa lấy ra, Nam Cung Thuần ánh mắt liền sắc bén lại, khi cầm đao lão sư phó cạo cả một đời đầu. Giờ khắc này ở ma giáo giáo chủ dạng này ánh mắt bén nhọn dưới, cũng không nhịn được đầu ngón tay phát run, chậm chạp không dám động thủ, mắt thấy giờ lành sắp hết, đến lúc đó lầm canh giờ, Nam Cung thuần sợ là thật muốn phát cáo, thấy thế, Tống giảng nhìn xem hắn nhìn trong chốc lát, đánh giá một chút hắn hiện tại cảm xúc, có thể hay không bị người vuốt vuốt râu hùng, thẳng đến cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì lớn về sau, nàng mới đưa tay kéo hắn một cái ống tay áo. Chương 04 nam phối một trong, ngài nhìn như vậy, ai dám xuống tay đâu, tống giảng ngẩng đầu không cẩn thận đối mặt hắn ánh mắt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đâm người lợi hại, thế là lại cúi đầu xuống, giờ lành nhanh hơn, trước hết để cho sư phó động thủ đi. Hắn nếu là ngài thuộc hạ mời tới, chắc là có thể tin, nghe thấy lời này, nam cung thuần nhìn đối phương một chút, sau một lúc lâu, mới rốt cục thu hồi kia rất có ác bách tính ánh mắt, sau đó rủ xuống ánh mắt, rơi vào tống giảng trên thân. Vậy lão sư phó lập tức thở dài ra một hơi, vội vàng nắm chặt thời gian động lên đao. Tại Nhu Hòa Phá phát ra tiếng bên trong, Nam cung Thuần nhìn xem Tống Giản, lạnh lùng nói, ta nhìn ngươi bây giờ cũng không sợ ta rồi. Tống Giản ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, thông qua quan sát nét mặt của hắn phán đoán tâm tình của hắn, sau đó cúi đầu, ngữ khí nhu nhược trả lời. Sợ, sợ cái gì? Tống Giản nhất thời không biết trả lời như thế nào, đành phải khéo đưa đẩy trả lời ngài cảm thấy thế nào? Nam Cung Thuần liền không nói lời nào. Một lát sau, đợi đến giao cạo thanh âm đình chỉ, hắn mới lại nói, Nguyệt Nhi rất đáng yêu. Chỉ cần ngươi không làm thương hại Nguyệt Nhi, thật tốt hợp lý mẫu thân của nàng, ta sẽ không động tới ngươi. Tống giảng có chút lạc đề trả lời, Nguyệt Nhi lớn lên giống ngài. Cho nên nàng hoài nghi Nam Cung Thuần có phải là có chút tự luyến khuynh hướng. Nam Cung Thuần dường như không nghĩ tới nàng sẽ nói tiếp, cái gì? Nguyệt Nhi lớn lên giống ngài, ngài đại khái là cảm thấy nhìn thấy cái bóng của mình mới có thể như thế yêu thương nàng đi ta a à. nam cung thuần có chút mới lạ tiếp được liên quan tới chính mình hài tử chủ đề hắn đối cái này cảm giác xa lạ hơi khác thường dừng một chút mới tiếp tục nói nàng giống ngươi tốt một chút tống giản nhìn hắn một chút hơi nghi hoặc một chút vì cái gì sau đó nàng mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng nói bởi vì thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cái danh xưng này nàng lộ ra một chút khổ não thần sắc nói có thể có chút khó khăn, Nam Cung Thuần lập tức nhíu mày, vì cái gì, nàng nếu là hoàn toàn giống ta, ngược lại là không có vấn đề gì, hết lần này tới lần khác có nhiều chỗ lớn lên giống ngài, Tống Giảng nói, ngài nhìn ngài, cũng chỉ là đứng ở chỗ này nhìn xem, người khác đều sợ hãi động cũng không dám động, nếu là Nguyệt Nhi biến thành ngài cái dạng này, nàng không có tiếp tục nói hết, chỉ là muốn nói lại thôi nhìn xem Nam Cung Thuần, sau đó thở thật dài. Nam Cung Thuần cả giận nói, ta như vậy có cái gì không tốt, tống giảng nhàn nhạt cười một tiếng, vậy ngài hy vọng Nguyệt Nhi lớn lên giống ta làm cái gì, nói xong, nàng cũng sợ thật chọc giận nam cung thuần, thế là lại nói, kỳ thật giống ngài cũng rất tốt, ngài sinh nhiều tuấn Mỹ, nếu là giống ngài, Nguyệt Nhi về sau nhất định sẽ là một vị lãnh diễm cao ngạo đại Mỹ nhân, giống như thiên sơn tuyết liên, núi cao cô Nguyệt như thế cao không thể chạm, nam cung thuần làm chủ yếu nhân vật, đương nhiên sinh cực kỳ đẹp mắt, hắn đôi mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú người khác thời điểm, cặp kia đen nhánh đôi mắt giống như có thể khiếp người tâm hồn, mà Tống giảng vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, nhìn chính là ta thấy mà yêu ôm nhu mảnh mai mỹ nhân. Đồng thời tại Sinh hạ Nam cung nguyệt về sau, Nam cung thuần đã cảm thấy, nàng nhiều hơn một loại xuất trần lạnh nhạt khí chất, chỉ có tại hơi hơi lúc cười lên, mới khiến cho người cảm thấy, nàng còn cùng cái này hồng trần có chỗ liên quan. Kỳ thật kia chỉ là bởi vì Tống giảng tại thuần ái thế giới bên trong ở lâu mà thôi nàng đang làm việc bên trong một mực bị nam nhân xem như không khí, cũng quen thuộc đem trong công việc nam nhân xem như không khí. Kết quả hiện tại có chút bệnh nghề nghiệp cảm thấy nam nhân trên cơ bản đều cùng mình không có quan hệ, nàng đang làm việc thời điểm, ngay từ đầu là mình phát hiện, mình giống như là cùng nam nhân hoàn toàn thuộc về khác biệt hai cái giống loài vật cách điện, về sau liền đã thành thói quen làm vật cách điện, có điều, nàng mặc dù cảm thấy mình lần này hẳn là cũng bị nam nhân xem như không khí lại không có nghĩa là sự thật cũng là như thế nam cung thuần đối nàng đều nhiều hơn mấy phần nhường nhịn còn không phải là bởi vì nàng đích xác dáng dấp đẹp mắt đó chính là tống giảng tống phu nhân a thật sự không hổ danh xưng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân a nghe nói giáo chủ đối nàng bảo vệ cực kỳ không chỉ có thường xuyên đi nàng viện tử các loại long tủy gan phượng vàng bạc châu báu danh gia thư họa cũng đều là liên tục không ngừng hướng kia đưa còn đối nữ nhi của bọn hắn mười phần cưng chiều ngươi chưa từng gặp qua giáo chủ vì ai như thế để bụng quá xem ra vị này tống phu nhân không thể khinh thường a à, mà tại tân khách bên trong nơi hẻo lánh bên trong sáu tuổi nam cung tỉnh xa xa nhìn qua cái kia đạo một bộ màu hồng nhạt váy áo nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh trong đầu ý nghĩ nhưng không có bên cạnh các đại nhân trò chuyện lúc như vậy phức tạp hắn chỉ là nghĩ tống phu nhân thật xinh đẹp hơn nửa thoạt nhìn thật ôn nhu thế nhưng là hắn không dám phát ra âm thanh bởi vì mẹ của hắn liền đứng tại bên cạnh hắn nàng ngày bình thường liền có chút khỉ nộ vô thường tí hát khí nóng nảy cho dù hắn không nói một lời đều đối với hắn không phải đánh thì mắng còn nếu là tùy tiện mở miệng chỉ sợ liền chính hắn cũng không biết câu nào sẽ chọc cho giận mẫu thân nhưng cho dù hắn đã cẩn thận như vậy cẩn thận người chung quanh trò chuyện dường như vẫn là kích động đến mẹ của hắn mà con của nàng hiển nhiên chính là nàng tốt nhất phát tiết thùng nàng nổi giận đùng đùng trở tay liền cho nam cung tỉnh một cái hung tợn bàn tay nho nhỏ nam hài vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh mộng một cái chớp mắt lại rất nhanh rủ xuống đôi mắt quen thuộc một loại tiếp tục duy trì trầm mặc mẹ của hắn vốn là nam cung thuần thị nữ về sau ỷ có mấy phần tư sắc bò lên trên nam cung thuần giường nhưng lại rất nhanh bị ném bỏ cho dù nàng sinh ra hắn trưởng tử nam cung thuần cũng rất giống đã hoàn toàn lãng quên bọn hắn một mực chẳng quan tâm liền nam cung tỉnh cái tên này đều là chính nàng lấy vì cái gì vì cái gì con của nàng rõ ràng là nam cung thuần con độc nhất thế nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không có mà tống giản nàng nhớ tới trước đó mỗi lần nhìn thấy nàng vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân hoặc là đầu tóc rối bời một mực núp ở nơi hẻo lánh buồn bã thúc thiếp khóc con mắt đều sưng rồi hoặc là ánh mắt đờ đẫn phòng bị cảnh giới bất luận cái gì tới gần người giống như điên dại giống như nàng tất cả mỹ mạo đều theo Nam Cung Thuần lần kia ép buộc mà cùng nhau vỡ nát tan biến. Trong nháy mắt đó, Nam Cung tỉnh mẫu thân là nhanh ý, nàng nghĩ, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, cũng không gì hơn cái này. Cho dù là tống giảng, cuối cùng cũng chạy không thoát bị chán ghét mà vứt bỏ kết cục, cùng nàng không có chút nào phân biệt, nhưng giờ này khắc này, nàng kinh ngạc nhìn qua cái kia thù lệ tuyệt sắc thân ảnh, nhìn xem nàng mặt mày ôm nhu, dáng vẻ ưu nhã, đủ để khuynh đảo chúng sinh đứng tại Nam Cung Thuần bên người, mà tên sát thần kia một loại nam nhân lại cũng thái độ bình thản quay mặt đi cùng nàng thần sắc tự nhiên trò chuyện không biết hắn nói cái gì nàng thậm chí còn nhàn nhạt cười nhẹ một tiếng nụ cười kia thậm chí để nam cung thuần đều bỗng nhiên chỉ chốc lát chẳng lẽ hắn đang trêu chọc nàng vui vẻ sao chẳng lẽ nam cung thuần cái kia lãnh khóc nam nhân vô tình cũng sẽ khôi hài vui vẻ sao dựa vào cái gì kia chẳng qua chỉ là cái nữ nhi chỉ là cái nữ nhi a à, đều là ngươi không được nghĩ đến nam cung tỉnh xuất sinh về sau, cái gì cũng không có, nàng nhịn không được hung dữ đem hài tử đẩy ngã trên mặt đất, căm hận nói, cũng là bởi vì ngươi không có tác dụng gì, cha ngươi mới có thể không đến thăm ngươi, nam cung tỉnh không nói một lời ngã nhào trên đất, sau đó lại yên lặng bò lên, nhưng nhìn xem hắn kia uất ức dáng vẻ, mẹ của hắn liền lại là giận không chỗ phát tiết, đưa tay liền lại một cái tác đánh xuống đi, chờ chút, lúc này, trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm không linh. Tống giảng ôm lấy Nam Cung Nguyệt, muốn hướng bên này đi, đám người liền nhau nhau tránh lui đến hai bên, vội vàng vì nàng nhường ra con đường. Nàng vội vàng chạy đến, ngăn tại Nam Cung tỉnh trước mặt, một cái tay ôm lấy Nam Cung Nguyệt, một cái tay đem Nam Cung tỉnh kéo vào trong ngực, nhìn xem mẹ của hắn, nhớ mày chất vấn, ngươi đang làm cái gì, mới, Nam Cung Nguyệt cạo xong tóc máu, nàng tóc máu bị chứa ở trong cẩm nang, giao cho Tống giảng. Nàng nhìn Nam Cung Thuần một chút, phát hiện hắn đối tóc máu hoàn toàn không có dư thừa hứng thú phán đoán trong lòng không khỏi khuynh hướng trước đó mình làm ra hai cái phán đoán ở giữa cái trước hắn hiện tại khả năng hoàn toàn chính xác đối nam cung nguyệt không có dư thừa ý nghĩ nhưng cho dù dạng này tống giản cũng không thể buông lỏng ai biết hắn là từ chừng nào thì bắt đầu tình cảm sinh ra biến hóa mà đúng lúc này nàng bỗng nhiên nhìn thấy phía ngoài đoàn người vây nơi hẻo lánh bên trong một nữ nhân đột nhiên đối bên người hài tử động nhiều lần tay còn một lần sau một lần động tác lớn tống phu nhân nghĩ đến hiện tại tống giảng đã thu hoạch được nam cung thuần cưng chiều không còn là mình có thế chế dẻo nghèo túng tồn tại nam cung tỉnh mẫu thân nhẫn nại trong lòng đố kỵ cùng hận ý thần sắc cứng đờ gạt ra một cái lấy lòng mỉm cười đến đây là con của ta hắn không nghe lời ta chính giáo huấn hắn đâu giáo huấn hài tử cũng không thể động thủ a à. hắn đều như thế lớn tống giảng mới không nghe lấy cớ này nàng cao mày cúi đầu nhìn một cái bị mình ôm ở trong ngực hài tử, chỉ gặp hắn sinh hết sức xinh đẹp, môi hồng răng trắng, tóc đen da tuyết, cho nên cái kia giấu bàn tay, cực kỳ rõ ràng lưu lại màu đỏ vết tích, tống giảng nhẹ nhàng đụng đụng kia màu đỏ giấu bàn tay, hỏi, đau sao? Nam cung tỉnh vội vàng hấp tấp ngẩng đầu nhìn nàng một cái, vội vàng lắc đầu, lại rủ xuống đôi mắt, dường như rất sợ người lạ, tống giảng thở dài nói, ta sờ lấy đều phát ra bỏng, lúc này, Nam cung thuần đi từ từ đi qua, ánh mắt của hắn rơi vào tống giảng trên thân ngữ khí nghe không ra hỉ nộ mà hỏi làm sao rồi giáo chủ nàng vội vàng mắt nhìn xuống đất nói có lẽ là bởi vì làm mẫu thân gần đây đối tiểu hài tử đều đau lòng gấp nhìn thấy đứa nhỏ này bị đánh thành dạng này đã cảm thấy không có cách nào không để ý tới văn ngôn nam cung thuần ánh mắt nhìn về phía cái kia bị nàng bảo hộ ở trong ngực hài tử hắn lãnh đạm nói đây là ai hài tử nam cung tỉnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên sững sờ nhìn về phía hắn, mẹ của hắn nghe thấy lời này, lập tức cũng rên rỉ một tiếng, "Giáo chủ, đây là, đây là con của ngươi." Nàng lao đến, một tay lấy nam cung Tỉnh lôi qua, hai tay bởi vì kích động mà không có kết cấu gì tại hài tử trên mặt vừa đi vừa về vuốt ve, "Ngài, ngài nhìn mặt mày của hắn, mũi của hắn, miệng của hắn, đều cùng ngài trong một cái mô hình in ra nha." "Ngài quên ta sao?" "Ta từ ngài 14 tuổi bắt đầu" Hầu hạ ngài đến 16 tuổi. Ta, ta là Vân Y a? À. Hả? Vân Y? Tống giảng sửng sốt một chút, nhìn về phía cái kia từ vừa rồi bắt đầu, liền không nói một lời hài tử. Đây chính là nam phối một trong, vị kia cùng nam cung Nguyệt cùng cha khác mẹ ca ca, nam cung Tỉnh. Nàng nhìn hắn dáng dấp khuôn mặt như vẻ, ngay từ đầu còn tưởng rằng là cái nữ hài tử, không nghĩ tới vậy mà là chủ CP một trong. Nàng vô ý thức lại nhìn về phía đứng tại chỗ sắc mặt dần dần âm trầm nam cung thuần, nghĩ thầm, đứa nhỏ này, cuối cùng sẽ yêu hắn, là bởi vì cực độ thiếu yêu sao, nhưng vô luận như thế nào, đã kịch bản bên trên viết hắn là cp một trong, tống giảng liền thói quen bắt đầu quy hoạch công việc phương án, lúc này, vân y tiếng la khóc im bặt mà dừng, bởi vì nam cung thuần đã rút ra trường kiếm bên hông, phiền chán đâm vào bộ ngực của nàng, nhao nhao chết rồi. Vị này ma giáo giáo chủ lạnh lùng nói. Chương không năm, từ đây xuống tay, đối với cái này, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch, có thế có tư cách đạt được hắn mời, không khỏi là trong ma giáo cao tầng, cái nào không phải giết người như Ngoé, chẳng qua chỉ là một cái thị tỳ cái chết, căn bản không có người để ở trong lòng, nhưng cái này tốt xấu cũng coi là nam cung thuần Việt tư, cho nên cũng không ai dám tùy tiện phát ra tiếng, lo lắng làm tức giận cùng hắn, mà tống giảng chấp hành nhiệm vụ, công việc như thế mấy năm, cũng coi là kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, lập tức tuy nói vội vàng không kịp chuẩn bị, vô ý thức lấy làm kinh hãi, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, kịp phản ứng muốn trước bảo vệ tốt hài tử, nàng một cái tay ôm lấy nam cung nguyệt, một cái tay khác liền vội vàng đem nam cung tỉnh ôm vào trong ngực, ngăn trở hắn ánh mắt, đừng nhìn, nàng vòng lấy nam hài mảnh mai bả vai, cố gắng an ủi vỗ nhẹ lưng của hắn, thấp giọng nói, đừng sợ. Nam Cung Thuần lại sắc mặt không thay đổi chút nào, giết chết một người, đối với hắn mà nói, dường như tựa như giẫm chết một con kiến đồng dạng hắn chỉ là mặt không biểu tình đem kiếm thu về sau đó không vui phân phó nói đem nơi này xử lý sạch sẽ thế là lập tức có một đống lớn người hầu lao đến tay chân lanh lẹ dọn đi vân y thi thể bắt đầu lau trên mặt đất máu tươi tại sao không nói chuyện rồi mà ước chừng là bất mãn lãnh đạm xuống tới không khí nam cung thuần liếc qua yên tĩnh đám người giọng mang bức hiếp tham gia nguyệt nhi trăng tròn yến không cao hứng sao các tân khách lập tức nhau nhau lại náo nhiệt, giống như vừa rồi liền chưa từng lạnh đi ngang qua sân khấu, những cái kia quá cứng rắn trò chuyện cùng tận lực cao giọng âm lượng, đều lộ ra quá làm ra vẻ, một cái mạng như vậy tàn lụi, nhưng nàng tựa như là chưa hề xuất hiện qua đồng dạng, bị không để ý tới triệt triệt để để, cái này lệnh tống giảng ý thức được thế giới này lãnh khốc, nhưng nàng cũng chỉ có thể cùng những người khác đồng dạng, làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra, nàng chăm chú đem nam cung tỉnh kéo phát giác được hắn muốn đi nhìn vân y chết đi phương hướng lúc ôm nhu lại kiên định đem tay ngăn tại một bên mặt hắn gọi hắn không cách nào quay đầu lúc này nam cung thuần hơi không kiên nhẫn đối tống giảng nói mang theo nguyệt nhi chuẩn bị ngồi vào vị trí trận này trăng tròn yến cạo xong tóc máu cũng chỉ thừa sau cùng ăn cơm khâu thế nhưng là sự tình vừa rồi ước chừng đã phá hư loại kia trọn vẹn không khí cho nên nam cung thuần phần sau trận một mực lộ ra mười phần không vui Tống giảng quyết định không rủi ro, Nam Cung Nguyệt có nhũ mẫu mang xuống dưới, dù sao hiện tại Hài Nhi còn chỉ có thể ăn đặc thù đồ ăn, nàng liền để Nam Cung tỉnh ngồi tại bên cạnh mình, chuyên tâm chiếu cố hắn ăn cơm. Nam Cung tỉnh dường như cũng phát giác được cái gì, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng không khóc không náo, nhu thuận nghe lời làm cho đau lòng người. Tống giảng cho hắn ăn cái gì, hắn liền ngoan ngoãn ăn cái gì, Nam Cung thuần thỉnh thoảng sẽ quăng tới ánh mắt, thần sắc lại có vẻ vô cùng căm ghét tự như hắn cưng chiều nam cung nguyệt đồng dạng hắn đối nam cung tỉnh chán ghét cũng biểu lộ vô cùng rõ ràng thế nhưng là tống giản quan sát tỉ mỉ lấy nam cung tỉnh phát hiện hắn kỳ thật cùng nam cung thuần dung nhan cực kỳ tương tự chẳng qua hình dáng càng thêm nhu hòa một chút lộ ra mềm mại vô hại nhiều như thế xem xét nam cung thuần lại không giống như là có tự luyến khuynh hướng nhưng cũng có thể là là cực độ tự luyến đến không thể cho phép có người cùng hắn tương tự như vậy mà Nam Cung tỉnh đối với Nam Cung thuần ánh mắt cực kỳ mẫn cảm, mỗi lần hắn xem xét tới, nho nhỏ hài đồng thân thể liền sẽ toàn bộ cứng đờ, không thể động đậy, trung nhẹ nhẹ, tống giảng liền sẽ vỗ nhẹ nhẹ phủ phía sau lưng của hắn, thấp giọng an ủi, đừng sợ. Đừng sợ. Không có chuyện gì. Ngươi no chưa? Muốn hay không ăn thêm một chút, Nam Cung thuần nhịn không được bực bội quát lớn, dông dài, hắn răng dậy nên là tống giảng, nhưng Nam Cung tỉnh cả người lại dọa đến hung hăng lắc một cái, tống giảng ngược lại là còn tốt, nàng trước đó từng tại tu tiên thế giới chấp hành quá nhiệm vụ, so sánh loại kia siêu Việt nhân loại cực hạn uy áp, Nam Cung thuần cái này ma giáo giáo chủ sự đáng sợ vẫn còn tại nhân loại phạm vi bên trong. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy cả người hắn đều lộ ra phi thường nôn nóng, như cái muốn có được chú ý, lại một mực bị xem nhẹ, cho nên tức giận không thôi hài tử, tống giảng nhìn hắn chầm chầm trong chốc lát sau đó đột nhiên ý thức được hắn là cái khác phái luyến, cái này nhận biết để nàng lập tức liền cảm giác quá dị lên, vội vàng thu hồi ánh mắt, một bắt đầu làm việc thời điểm, nàng cảm thấy mình cùng thuần ái văn bên trong nam nhân, giống như là hoàn toàn khác biệt hai cái giống loài, nhưng bây giờ đối mặt một cái khác phái luyến nam nhân, tống giảng cũng quỷ dị cảm thấy, mình cùng thuần ái văn bên trong nam nhân là một cái giống loài, cùng hắn ngược lại là hai cái hoàn toàn khác biệt giống loài tại quen thuộc cùng thuần ái văn nam tính ở chung về sau, đối mặt một cái khác phái luyến nam tính, nàng đột nhiên có chút không biết làm sao lên, không, đừng dao động, coi như hiện tại hắn sẽ bị nữ tính hấp dẫn, nhưng là về sau vẫn sẽ cùng nam nhân cùng một chỗ. Cho nên, đem hắn xem như giống như trước đây, không có bất kỳ cái gì khác biệt thuần ái văn nam nhân liền tốt, thế là, tống giảng rất nhanh lại trấn định lại. Mắt thấy nàng mặc dù cố gắng an ủi nam cung tỉnh, thế nhưng là tại Nam Cung Thuần áp lực dưới, cậu bé làm sao cũng không có cách nào an tâm ăn cơm, Tống Giản liền nghĩ, dứt khoát đem thức ăn đóng gói đưa đến gian phòng bên trong đi ăn, khả năng càng tốt hơn một chút, có điều, hành động như vậy cũng nhất định phải đạt được Nam Cung Thuần cho phép, khả năng thực hành, mặc dù bây giờ bên ngoài, tất cả mọi người cảm thấy nàng có thụ Nam Cung Thuần cưng chiều, nhưng nàng mình rất rõ ràng, cũng không phải là chuyện như vậy. Tống giảng đành phải chần chờ một chút, lại quay đầu nhìn qua. Giáo chủ, Nam cung thuần lạnh lùng nhìn xem nàng, đứa nhỏ này. Tống giảng sờ sờ Nam cung Tỉnh kia tế nguyễn tóc, thấp giọng nói, về sau có thể để ta tới nuôi dưỡng sao? Nam cung thuần nhíu mày. Vì cái gì? Bởi vì. Tống giảng ngẩn người, gần như muốn hỏi lại, mẹ của hắn đã bị ngươi giết, ngươi nhìn giống như cũng sẽ không quản hắn, nếu như không giao cho nàng dưỡng dục, đứa bé này làm sao bây giờ? Trên mặt nàng hoang mang. Dường như đã đầy đủ biểu lộ ra ý nghĩ của nàng, Nam cung thuần mặt không chút thay đổi nói, hắn không xứng cùng Miệt Nhi ở chung một chỗ. Tống giảng đột nhiên lại có chút không nắm chắc được loại này phát biểu đến cùng là vấn đề phát biểu, vẫn là chỉ là quá trọng nữ khinh nam, hắn cũng là hài tử của ngài a. Nam cung thuần ngạo nghễ nói, chẳng lẽ tùy tiện từ nữ nhân nào trong bụng leo ra đồ vật, cũng có thể coi là là con của ta a. Tống giảng nhìn xem hắn, sau đó nói, giáo chủ, từng ngài từng nghe quá ngài phụ mẫu, nói qua như vậy sao, Nam Cung Thuần có chút sửng sốt một chút, nhìn xem hắn cái dạng này, Tống Giản Thanh âm êm dịu nói, ta vừa thấy được đứa bé này, đã cảm thấy hắn rất giống ngài. Mà ngài hiện tại, quyết định vận mệnh của hắn, trực giác của nàng nói cho nàng, Nam Cung Thuần là loại kia trưởng không muốn cực kỳ mãnh liệt người, cho nên khẳng định quyền uy của hắn, có lẽ sẽ đối sự tình có chỗ trợ giúp. Mà Nam Cung Thuần trầm mặt một hồi, mới nói, nơi nào giống ừm hắn nơi nào giống ta ừm văn ngôn tống giản quay đầu lại quan sát tỉ mỉ lên nam cung tỉnh sau đó mới hồi đáp mặt mày kia đặc biệt giống nam cung tỉnh có chút hốt hoảng nhìn về phía nàng không yên bắt lấy ống tay áo của nàng tống giản hướng phía hắn trấn an cười cười quay đầu lại lại nhìn phía nam cung thuần đánh giá cẩn thận trong chốc lát hắn ngủ quan xác định nói đúng mặt mày kia đặc biệt giống chẳng qua đứa nhỏ này hình dáng so giáo chủ ngài muốn nhu hòa một chút, giáo chủ con mắt của ngài hình dạng tương đối hẹp dài, đuôi mắt hơi hất lên, ánh mắt của hắn liền hơi tròn một chút, đuôi mắt hơi rũ xuống, có chút giống là vô tội chó con. Là cậu cậu mắt đâu, phải không? Nghe được như thế kỹ càng so sánh, Nam Cung thuần dường như rốt cục dâng lên một chút hiếu kỳ, hắn nhìn về phía Nam Cung tỉnh. Nhưng bởi vì hắn gắt gao cúi đầu không dám nâng lên, cũng không thể trông thấy hắn tướng mạo hắn không vui nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, chó à. Đã như vậy, ngươi nghĩ nuôi hắn, liền nuôi tốt. Rốt cục, Nam Cung Nguyệt Trăng tròn yến, đang tận lực doanh tạo nên náo nhiệt bên trong kết thúc. Tống giảng thuận lý thành chương thu dưỡng mất đi mẫu thân Nam Cung tỉnh, đem hắn mang về mình viện là, thị nữ đem hắn mang đến tắm rửa, chải kỹ tóc dài, thay đổi xong quần áo ra tới lúc. Tống giảng càng phát ra xác nhận mình trước đó sẽ đem hắn nhận lầm thành nữ hài tuyệt đối không phải chính mình vấn đề. Nam Cung tỉnh ngũ quan mười phần thanh tú, ước chừng là bởi vì niên kỷ còn nhỏ, còn không có nảy nở, cho nên càng thêm khó mà phân biệt là nam hay là nữ. Tống giảng tiến lên ngồi sổng ở trước mặt hắn, đối với hắn nói, về sau, liền từ ta tới chiếu cố ngươi. Ta gọi Tống giảng, ngươi tên là gì? Nam Cung tỉnh thanh âm nhỏ yếu khiếp kiếp nói. Nam Cung tỉnh, Nam Cung tỉnh nha. Mặc dù đã sớm biết tên của hắn, chẳng qua tống giản vẫn là giả vờ như lần đầu nghe nói, cười nói, như vậy, ta về sau gọi ngươi a à tỉnh được không? vậy ta nam cung tỉnh chần chờ nói, muốn xưng hô ngài vi nương thân sao? a, à. ngươi nguyện ý, ta là không có quan hệ. nam cung tỉnh không nói gì, nhưng hắn cắn chặt bờ môi, hiển nhiên cũng không nguyện ý nhanh như vậy, liền đổi giọng xưng hô một vị khác gần như xem như hoàn toàn xa lạ nữ tính vì mẫu thân. tống giản lơ đỉnh cười nói, không quen liền gọi ta, Tống phu nhân, đi." Nam cung Tĩnh lập tức ngoan ngoãn nói, "Tống phu nhân, từng." "Như vậy, ta hiện tại dẫn ngươi đi về sau ngươi ở lại gian phòng, mà tại tự mình dẫn hắn đi gian phòng trên đường." Nàng nhìn thoáng qua một mực cúi đầu, không nói một lời Nam cung Tĩnh, nói khẽ, "Thật xin lỗi a." À? Văn ngôn, Nam cung Tĩnh ngẩng đầu lên, lộ ra thần sắc mờ mịt, giống như đang hỏi, "A." À, "Vì cái gì?" "Bởi vì vừa rồi, giáo chủ nói ngươi là chó." nói cho cùng, ước chừng là ta dùng cẩu cẩu mắt dạng này từ ngữ đi, nàng mang theo ấy nấy đối với hắn nói, ta không có dèm pha ý tứ. Cẩu cẩu mắt, là hình dung loại kia vô tội đáng yêu con mắt, rất giống chó con cảm giác, ta, à, mặc dù đích thật là so sánh chó con, có điều, tuyệt không có vũ nhục người ý tứ. Ta là cảm thấy ngươi rất đáng yêu, nam cung tỉnh nhìn xem nàng, chậm rãi nháy nháy mắt. Tốt, hắn nhìn lên cũng không thèm để ý. Tống giản miễn cười sờ sờ đầu của hắn, nhìn không được cảm khái nói, hảo hài tử, đem nam cung tỉnh lĩnh được về sau cung cấp hắn ở lại thiên phòng về sau, tống giản liền trở lại bên trong phòng của mình, tiếp tục đâm theo lên. Đây là nàng trải qua nào đó một cái nhiệm vụ thế giới lúc học được kỹ xảo, về sau lại tại thế giới khác nhau bên trong một mực kiên trì làm xuống dưới, gần như thành một cái thói quen. Nàng một bên theo thùa, một bên tự hỏi, phải làm thế nào vây quanh nam cung tỉnh triển khai công việc căn cứ kịch bản đến xem nam cung nguyệt xuất sinh về sau nam cung thuần dường như liền không có lại muốn hài tử nói cách khác hắn chỉ có một trai một gái hai đứa bé kịch bản bên trong không có cẩn thận miêu tả nam cung tỉnh sinh trưởng tình huống chỉ là giảng lược nói hắn là nam cung thuần thị nữ vân y sở sinh tính cách ôn nhu võ học thiên phú cực cao bởi vì mẫu thân duyên cớ đối với nam cung thuần tình cảm hết sức phức tạp nó không có viết hắn khi còn bé nhận hết vắng vẻ cũng không có viết lúc nào cùng Nam Cung Thuần quan hệ chặt chẽ lên, có điều, làm Nam Cung Thuần con độc nhất, cái niên đại này nam nhân là không thể nào một mực đối với hắn làm như không thấy. Khả năng chính là tại phát hiện Nam Cung Tĩnh Thiên Phú về sau, Nam Cung Thuần quyết định đem hắn bồi dưỡng thành người nối nghiệp quá trình bên trong, hai người làm sâu sắc tiếp xúc, sau đó Nam Cung Tĩnh hồi tưởng đến câu kia đối Nam Cung Thuần tình cảm phức tạp, Tống Giản nghĩ thầm, Nam Cung Tĩnh vấn đề, đại khái là quá thiếu yêu. Nếu như muốn ngăn cản đây đối với CP, khả năng cần từ một điểm này xuống tay. Chương 06, lễ vật thăm dò, Nam cung Tỉnh phi thường nhu thuận, dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời, hắn cực sẽ nhìn sắc mặt người, đối tâm tình tự của người khác biến hóa hết sức mẫn cảm, gần như giống như là đang lấy lòng lấy tất cả hắn người nhìn thấy, để ý như vậy cẩn thận người sống, tống giảng gặp qua không ít, nhưng mỗi một lần, nàng đều sẽ cảm giác phải có chút khó chịu, nhất là Nam cung Tỉnh chẳng qua mới chỉ có 6 tuổi, nàng trước đó trông thấy hắn đi theo nhũ mẫu bên người, bồi tiếp Nam cung Nguyệt lúc thuận miệng khen một câu A Tỉnh đối muội mùi thật có kiên nhẫn, hắn liền bắt đầu gần như một tấc cũng không rời canh giữ ở Nam cung Nguyệt bên người. Đối hài tử đến nói, một câu khích lệ cùng khẳng định, có lẽ chính là có nặng như vậy phân lượng. Trước đó Tống Giản cũng nghe nói một câu, ngươi muốn một người làm chuyện gì, liền hướng cái hướng kia dùng sức khen hắn. A Tỉnh mà khi Nam Cung tỉnh đã thu xếp tốt về sau, Tống Giảng liền ý thức đến, một chuyện khác nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng, hắn năm nay đã 6 tuổi, lại hoàn toàn không có đạt được bất luận cái gì giáo dục. Tới, Nam Cung tỉnh lập tức ngoan ngoãn chạy tới, có chút sợ hãi gọi một tiếng, Tống Phu Nhân, Tống Giảng thả nhu thanh âm nói, A tỉnh, ta giúp ngươi tìm vị sư phụ, dạy ngươi đọc sách viết chữ có được hay không? Nam Cung tỉnh lộ ra hoang mang thần sắc, đọc sách viết chữ, đúng a à, tỉnh nếu là học được tốt lấy hậu thiên hạ nơi nào đều có thể tùy tâm tự do tới lui nha nam cung tỉnh đối với thiên hạ không có khái niệm cho nên cũng không thể lý giải có thể tùy tâm tự do tới lui đến cùng tốt bao nhiêu hắn chỉ là có chút co rúng lại nhẹ gật đầu giống như ngày thường không hiểu cự tuyệt nhìn giống như đối với hắn mặc kệ làm cái gì hắn cũng sẽ không phản kháng mặc dù hắn cố gắng kiềm chế nhưng mỗi khi cùng người giao lưu lúc trong ánh mắt của hắn đều sẽ để lộ ra bất an cùng nhịn không được kinh hoảng giống như luôn cảm thấy một giây sau người đối diện liền sẽ nổi lên đã thương người giống như phát giác được điểm này tống giản hướng phía hắn đưa tay ra quả nhiên nam cung tỉnh rung lên một cái thật mạnh vô ý thức liền nhắm mắt lại muốn cuộn mình lên nhưng nàng chỉ là nhẹ nhàng sờ sờ tóc của hắn nam cung tỉnh cái này vô ý thức phản ứng hiển nhiên là bởi vì mẹ của hắn cảm xúc thay đổi thất thường thường xuyên một giây trước còn rất tốt một giây sau liền trở mặt nổi giận để hắn không có cảm giác an toàn trong thời gian ngắn vấn đề này rất khó trong khoảng thời gian ngắn đạt được giải quyết có điều tống giản cảm thấy mình có thể chậm rãi cùng hắn thành lập được tín nhiệm quan hệ chí ít trước tiên cần phải để hắn cảm thấy mình tại tống giản bên người là an toàn sẽ không nàng tùy tiện khẽ động hắn liền sẽ lập tức kéo căng thân thể khẩn trương cao độ làm nam cung thuần lần tiếp theo sang đây xem nam cung nguyệt thời điểm Tống giảng liền đối với Nam cung Thuần nhấc lên, muốn vì Nam cung tỉnh tìm một vị sư phụ, nhưng nghe thấy lời này, Nam cung Thuần nhíu mày, lộ ra một bộ cảm thấy rất phiền phức dáng vẻ. Hắn không nhịn được nói, có cần thiết này sao? Tống giảng nói, ta cảm thấy a tỉnh rất có thiên phú, hắn rất thông minh. Cứ như vậy hoang phế, thực sự là quá đáng tiếc, mà đối với có thiên phú, thông minh đánh giá như vậy, Nam cung Thuần xem thường bật cười một tiếng, làm Ma giáo giáo chủ lại là thế giới này nhân vật chính một trong, hắn thiết lập cơ bản cũng là từ tiểu thiên tài, khinh thường quần hùng khinh thường đến lớn, lại thêm hắn cho tới nay đều mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì, trước mắt trừ Nam cung Nguyệt bên ngoài, ai cũng chướng mắt, nhưng hắn đối với con của mình như thế không chú ý, lập tức để Tống giảng có chút ra ngoài phổ biến nhân quyền chủ nghĩa cảm thấy sinh khí, thật sự là cặn bã nam, không được. Không được, nhịn xuống, nhịn xuống. Đây là thời gian làm việc là thời gian làm việc muốn cân nhắc thời đại bối cảnh thời đại bối cảnh tống giản nhắm lại hai mắt có chút nhẹ nhàng một chút tâm tình lúc này mới xuất ra kinh doanh dùng ôn nhu thì thầm nói mà lại hắn vẫn là hài tử của ngài a tỉnh có lẽ không thể như ngài đồng dạng võ công có một không hai võ lâm thế nhưng là nếu là chữ lớn cũng không biết một cái không phải cũng quá làm trò cười cho người khác rồi sao nam cung thường nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát sau đó hít mắt lại ngươi ngược lại là so trước đó biết nói chuyện nhiều tống giản sững sờ một chút sau đó cúi đầu rủ xuống nghi mắt tốt a à, đêm thấy thế nam cung thuần nhàn nhạt kêu gọi một cái tên một cái một bộ đồ đen nam nhân liền đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hắn quỳ một chân trên đất hắn phân phó nói đi thu xếp một cái thích hợp tiên sinh vâng người áo đen kia hơi cúi đầu liền lại lập tức biến mất không thấy gì nữa tống giản biết đây chính là ám vệ tựa như nam cung thuần dòng họ nam cung đồng dạng phục cổ, nam cung thuần ám vệ, tên là đêm, thời đó ám vệ, danh tự dường như trên cơ bản đều vây quanh đêm ám thương máu loại hình chữ đảo quanh. Cùng thương so sánh, đêm đã coi như là tên không tệ, mà thấy tống giảng nhìn chầm chầm ám vệ xuất hiện biến mất địa phương, dường như có chút để ý, nam cung thuần trào phúng giống như ngoắc ngoắc khóe môi, thế nào? Ngươi còn đang suy nghĩ muốn làm sao đối phó ám vệ, hiếu sát chết ta, hoặc là chạy trốn sao? Toàn ngôn, Tống Giản vội vàng thu hồi ánh mắt, lý do an toàn, tiếp tục cúi đầu không nói. Nhưng lần này, Nam Cung Thuần nhưng không có bỏ qua nàng nhìn chầm chầm không thả cảm khái nói, từ khi Nguyệt Nhi xuất sinh về sau, tính cách của ngươi hoàn toàn chính xác biến rất nhiều, Tống Giản hàm hồ nói, dù sao. Đã là mẫu thân, Nam Cung Thuần lại nhìn nàng chầm chầm trong chốc lát. Giống như là tại ước định trở thành mẫu thân là có hay không có thể khiến người ta có như thế lớn thay đổi giống như là phát giác được hắn lo nghĩ, tống giảng dừng một chút, lại thấp giọng nói bổ sung, ta nghĩ bảo hộ Nguyệt Nhi. Nam Cung Thuần cảm thấy mình phản phất bị nghi ngờ, có chút không vui nói, ngươi cảm thấy ai sẽ tổn thương nàng sao, tống giảng lộ ra có chút bi thương thần sắc nói. Có ngài đối A tỉnh đứa bé kia thái độ phía trước, nếu như ngài là ta, ngài cảm thấy thế nào, Nam Cung Thuần lập tức yên lặng, đồng thời bởi vì hiếm thấy đuối lý, ngược lại tức giận nói, ngươi dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta, tống giảng từng tại một cái thế giới bên trong, đóng vai quá hắc ám thế giới thủ lĩnh tình phụ một loại nhân vật, tuy nói một cái là xã hội hiện đại thế giới quan, một cái là thế giới võ hiệp thế giới quan, nhưng loại nhân vật này tại một số phương diện, không hề nghi ngờ là có chỗ tương đồng, không dung ngỗ nghịch, không dung chất vấn, mà lại. Đối với trả giá tình cảm chuyện này, phi thường cẩn thận, nhưng là, một khi tha thứ có người khoảng cách gần tồn tại ở bên người, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy đem đối phương từ bỏ cho đến trước mắt tống giản cảm thấy nam cung thuần đối với thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ban đầu độ thiện cảm dường như vẫn chưa tiêu tán một số thời khắc người chính là có thể cảm giác được loại kia từ trường không hợp hoặc là từ trường tương hợp cảm giác bởi vậy nam cung thuần mặc dù hiển lộ ra nộ khí tống giản nhưng không có lo lắng như vậy có điều vì về sau nàng đại khái vẫn là phải suy nghĩ chút biện pháp để hắn cao hứng trở lại nhưng bây giờ tống giản tại nam cung thuần nổi giận lúc tránh né mũi nhọn yên tĩnh không nói chờ nam cung thuần xem hết nam cung nguyệt chuẩn bị lúc rời đi nàng mới liền vội vàng đuổi theo nói giáo chủ chờ một chút hắn mang theo nghi ngờ xem ra tống giản liền mỉm cười đem mình khoảng thời gian này theo tốt một cái khăn tay đưa tới đây là ta gần đây theo nàng nhu nhu cười dường như còn có một tia e lệ nói giáo chủ nếu là không chê liền mời thu cất đi khăn tay xem như nhất bất việc lễ vật một trong, chỉ cần theo lên một chút xíu đồ vật, liền có thể mang lên một phần phản phất tự tay chế tác tâm ý. Nam Cung Thuần hơi sững sờ, đã thấy gấp thành khối vuông nhỏ khăn tay một góc, theo lên một tòa tường vân lượng lờ nho nhỏ cung điện, tại cung điện cửa biển bên trên, có một cái nho nhỏ nam chữ, hắn chần chờ một chút, mới ừ một tiếng, thế là hắn ám vệ đêm đột nhiên xuất hiện, thay thế hắn tiếp tới. Hai người lúc này mới cùng một chỗ quay người rời đi, đêm. Thẳng đến hai người đi xa, Nam Cung Thuần mới dừng bước lại, ám vệ đêm liền yên lặng cầm trong tay khăn tay, đưa tới, thanh âm khàn khàn nói, "Nghiệm quá, không có nhiễm độc, cũng không có dấu kín bất kỳ nguy hiểm nào vật phẩm." Nam Cung Thuần biểu lộ có chút vi diệu tiếp nhận khăn tay, chưa bao giờ có bình thường yêu đương trải qua ma giáo giáo chủ đối với tiếp nhận nữ tính lễ vật chuyện này, có chút lạ lẫm, lại có chút mới mẻ, có chút hoang mang lại có chút không tự chủ được nổi lên một tia vui vẻ, hắn đối với ám vệ kiểm tra ừ một tiếng, sau đó lộ ra trầm tư bộ dáng, nắm chặt bàn tay, đưa khăn tay vào tiếng lòng bàn tay, thu xếp mấy người, đi giám thị tống phu nhân mỗi ngày hành vi hoạt động, vâng. Đối với cái này, tống giảng hoàn toàn không biết gì, chỉ biết ngày thứ hai, liền lập tức có một vị trầm mặt ít nói trung niên nam nhân bị dẫn lên cửa, hắn thư sinh cách ăn mặc, ước chừng hơn 40 tuổi, xúc lấy thật dài râu ria thỉnh thoảng vỗ về chơi đùa một chút, trong thần sắc mang theo một chút ngạo khí, nói về sau đảm nhiệm nam cung tỉnh lão sư, vị này tên của lão sư cũng rất phục cổ, họ kép thượng quan, tên là thượng quan hợp, tống giảng nắm nam cung tỉnh tới đón tiếp hắn thời điểm, có chút bận tâm hắn nhìn gặp qua tại nghiêm khắc, nhưng nghĩ lại, yêu cầu cổ đại lão sư cùng hiện đại lão sư đồng dạng, không khỏi cũng có chút quá mức không thực tế, chỉ có thể đè xuống lo âu trong lòng. Hướng hắn gật đầu hành lễ nói, tiên sinh, về sau A tỉnh liền giao cho ngài, A à, thượng quan hợp nhìn thấy tống giảng thời điểm, mạnh mẽ sửng sốt một chút, sau đó mới có hơi mất hồn mất phía lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên người nàng Nam cung tỉnh, tận lực không còn đem ánh mắt rơi vào tống giảng trên thân. Nam cung tỉnh thì nắm thật chặt tống giảng ngón tay, hơn nửa người còn phi thường ngại ngùng sợ người lạ trốn ở phía sau của nàng. Tống giảng tránh ra thân thể, ấm giọng nhắc nhở nói, A tỉnh, mau gọi tiên sinh hắn bị tống giảng buông lỏng tay ra, lập tức liền lộ ra lả chả chực khóc biểu lộ, thanh âm đều mang lên giọng nghẹn ngào, lại như củ ngoan ngoãn nghe lời khó nhọc nói. Tiên sinh, thấy thế, tống giảng cảm giác có chút buồn cười, lại nhịn không được triều mến vuốt ve đầu của hắn, nói khẽ, không có chuyện gì, ta ngay tại bên ngoài chờ lấy A tỉnh bên trên sông học được, cho nên A tỉnh một người cùng lão sư trong thư phòng học tập cũng không có quan hệ, đúng không? Nam cung tỉnh đỏ mắt, nhưng cố gắng nhịn xuống nước mắt nghẹn ngào nói. Ô! Ân, Tống Giảng cười khen, A à, tỉnh thật tuyệt, có thể bị đại nhân dâm ba câu hống tốt hài tử, là nhất làm cho người thích, nhu thuận lại nghe lời hài tử, đã có thể khiến người ta cảm thấy mình bị cần, lại sẽ không cảm thấy bị thêm phiền phức. Tống Giảng bây giờ tại Nam Cung Thuần trước mặt, vai trò chính là cùng loại Nam Cung tỉnh nhân thiết, thái độ nhu hòa, nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, không mang bất cứ uy hiếp gì, nghe lời dịu dàng ngoan ngoãn, mặc dù còn có chút cẩn thận chặt chẽ, nhưng ở cố gắng ý đồ hướng hắn dựa sát vào, trước mắt đến xem, mặc dù không có cái gì kinh hỉ, nhưng đầy đủ ổn định, thế là nàng đem thượng quan hợp cùng nam cung tỉnh cùng một chỗ đưa đến thư phòng, lại để cho trong viện người hầu hỗ trợ, chuyển cái ghế nằm, thả trong sân dưới bóng cây, bây giờ là 4 năm tháng, thời tiết ấm áp, chẳng qua đã có chút con mũi. Có thị nữ cẩn thận thỏa đáng tại ghế nằm bên cạnh bố trí tốt hương hương, Tống giảng cười đối nàng nói một câu tạ ơn. a, à, loại này có người hầu hạ các mặt sinh hoạt, thật sự là dễ dàng nhất để người mục nát. Nàng nằm tiếng ghế đu bên trong, thoải mái than thở một tiếng, sau đó cầm lấy theo khung theo, tại ánh mặt trời sáng trở dưới, tiếp tục mới đồ theo theo thùa. Lần này theo vẫn là khăn tay, nàng chuẩn bị đưa cho nam cung tỉnh, đường vân là đứng ở thanh thiên phía dưới, lấy lập cùng thanh vì tỉnh ý tứ. So với lần trước đưa cho nam cung thuần lệch cổ phong kiểu dáng, Lần này hoa văn càng lệch đồng thú một chút, màu lam đám mây dưới, nho nhỏ nam hài tử có tròn trịa mặt, trên mặt là đại đại khuôn mặt tươi cười, chẳng qua trước mắt tiến triển chỉ theo ra nửa đám mây, nàng theo lên theo lên, chỉ nghe thấy trong thư phòng vang lên nam cung tỉnh ngay từ đầu có chút nhỏ bé yếu ớt, về sau thanh âm lớn dần tiếng đọc sách, bất tri bất giác, gió xuân ấm áp, nghe nghe, Tống giảng liền chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ thiếp đi. Chương 07, nhảy qua kịch bản, phu nhân tống phu nhân tống giản nghe được một cái thanh âm quen thuộc dường như đang run rẩy kêu gọi mình nàng còn ý thức mơ hồ đâu liền cảm giác có người chần chờ đem để tay tại trên vai của nàng khí lực rất nhỏ đẩy nàng nên ăn cơm trưa phu nhân từng tống giảng mở to mắt liền phát hiện nam cung tỉnh đứng ở trước mặt mình sắc mặt bức trước bất an mà bên cạnh hắn đứng một thân ảnh cao to kia đại khái chính là nam cung tỉnh hốt hoảng như vậy nguồn suối nam cung thuần liền đứng tại kia từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng tống giản vô ý thức kinh ngạc một chút sau đó lại buông lỏng xuống dụi dụi con mắt ngồi dậy a à tỉnh ngươi nghĩ à nha từng tống giản ân cần nói cảm giác thế nào nam cung tỉnh nháy nháy mắt một đầu nhào vào trong ngực của nàng tống giản lập tức nở nụ cười sờ sờ đầu của hắn lúc này mới nhìn về phía một bên nam cung thuần có chút xấu hổ nói giáo chủ đến bao lâu rồi không bao lâu ngài vẫn đứng ở chỗ này nhìn ta sao nhìn một hồi, tống giản nghiêng đầu một chút, chỉ gặp nàng tóc xanh tán loạn, tròn tại đầu vai vải bồi đế dày trượt rơi xuống, lộ ra một mảnh như tuyết non mềm da thịt, mà nàng nâng lên thanh tú xinh đẹp khuôn mặt bên trên, như bạch ngọc hai gò má tự nhiên mà vậy lộ ra phấn hà ửng đỏ, bởi vì chưa tán bối rối, ánh mắt còn có chút mê ly ngẩng đầu nhìn hắn, nhìn không có chút nào phòng bị, nam cung thuần nhìn nàng chầm chầm trong chốc lát, kia hải đường xuân ngủ không đủ lười biến mị thái. Để hắn nhịn không được hít mắt, chợt, hắn liếc qua nút ở tống giảng trong ngực nam cung tỉnh, thần sắc lãnh đạm xuống dưới nói, một cái nam nhân, mỗi ngày nút ở nữ nhân trong ngực như cái gì lời nói, văn ngôn, nam cung tỉnh thân thể chính là lắc một cái, sau đó vội vàng hấp tấp từ tống giảng trong ngực dãy dụa ra ngoài, nam cung thuần lại nói, đi vào, nam cung tỉnh liền bất an lại sợ hãi nhìn về phía tống giảng, gặp nàng khẽ gật đầu, lúc này mới chạy vào trong phòng, giáo chủ. Thấy Nam Cung Thuần đứng ở trước mặt mình, không hề rời đi ý tứ tống giản có chút lúng túng đem trượt xuống đầu vai tơ dệt áo ngoài một lần nửa mặt chỉnh sửa lại một chút cảm xúc về sau dứt khoát thoải mái hướng phía nam cung thuần vương một cái tay nói có thể dìu ta một chút sao nam cung thuần ánh mắt khống chế không nổi rơi vào trên người nàng nghe thấy lời này hắn đưa tay đưa nàng kéo lên chỉ cảm thấy da thịt tiếp xúc chi địa một mảnh trơn mềm yếu đuối không xương làm cho lòng người ngứa khó nhịn bàn tay của hắn nhịn không được càng phát ra dùng sức nắm chặt nàng. Tống giảng cảm giác được hắn lực lượng, phản phất muốn sôi trào núi lửa, có chút vội vàng sao động, nàng mượn khí lực của hắn, đứng lên, chẳng qua ước chừng là nam cung thuần không có trưởng khống cốt khí lực, chỉ thiếu chút nữa, nàng thiếu chút nữa nhào vào trong ngực của hắn, còn tốt tống giảng phát giác không đúng, vững vàng đứng thẳng, hô, căn cứ thiết lập, nàng nếu là thật nhào tới, tuyệt đối sẽ bị nam cung thuần ghét bỏ đẩy ra không chừng sẽ còn bị hắn tưởng rằng ôm ấp yêu thương, vậy liền rất xấu hổ, nhưng tống giản mỹ mạo gần trong gan tất, thần sắc lại lộ ra như vậy dịu dàng ngoan ngoãn nhu uyển, nam cung thuần dưới cánh tay ý thức liền nghĩ muốn đem nàng ôm vào trong ngực, nhưng đứng thẳng về sau, trước đó rơi vào tống giảng eo chỗ theo khung theo liền rơi xuống trên mặt đất, nàng không có phát giác được nam cung thuần động tác, liền vội không lưng xuống đi nhặt lên, nam cung thuần tay liền chỉ là đem động không động lung lay lại điềm nhiên như không có việc gì thu về. Hắn nhịn xuống trong lòng kia phản phất bị lông vũ nhẹ phải đưa tới sao động, hỏi, ngươi tại theo cái gì? Tống giảng cười cười nói, trong lúc rảnh rỗi, tùy tiện theo theo, nàng đem theo không theo thả lại trên ghế nằm, nhìn về phía nam cung thuần nói, là ăn cơm trưa sao? Từng, ngài gặp qua Nguyệt Nhi rồi, từng. Nói đến đây, hắn lập tức lại có chút bất mãn lên, ngươi tại sao không có hầu ở Nguyệt Nhi bên người? Tống giảng liếc mắt nhìn hắn, nghĩ thầm nếu là có người gia đình là cái dạng này mẫu nữ ở giữa tình cảm có thế tốt mới là lạ nàng trong phòng ngủ được thoải mái hơn chút nam cung thuần không vui nói ngươi thật giống như càng xem trọng nam cung tỉnh thắng qua coi trọng nguyệt nhi tống giản muốn nói lại thôi ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được nguyệt nhi là trên đời đáng yêu nhất hài tử cái này độc duy tống giản nhẹ gật đầu cũng không cùng hắn tranh luận nói được rồi ta về sau sẽ chú ý nhưng nam cung thuần nhìn xem nàng giống như nhất định phải đạt được một đáp án. Tống giảng thở dài nói, giáo chủ, ngài hy vọng người khác lừa gạt ngài sao? Ý của ngươi là, nếu như ngươi thừa nhận Nguyệt Nhi là đáng yêu nhất hài tử, chính là đang lừa gạt ta, là đâu? Nam Cung Thuần dường như cảm thấy là Nam Cung tỉnh chiếm cứ nàng nguyên bản thuộc về Nam Cung Nguyệt Tâm, cho nên nhíu mày, ngữ khí sắc bén, như vậy, ngươi cho là người nào là đáng yêu nhất? Tống giảng trở tay chính là một cái lòng bé con trả lời, ta cảm thấy cho rằng Nguyệt Nhi là trên thế giới đáng yêu nhất người kia, là trên thế giới đáng yêu nhất, Nam Cung Thuần sửng sốt một chút, ngươi nói ai, Tống Giảng cười nhẹ nhàng nói, ngài nha, không hiểu thấu, cổ sớm thế giới bên trong, đại khái chưa đủ lớn tiếp nhận khích lệ nam nhân đáng yêu đi, nhưng bất kể như thế nào, chí ít Tống Giảng tạm thời không cần tiếp tục bị Nam Cung Thuần dây dưa vấn đề này, mà lại cổ sớm cổ sớm gọi như vậy. Nàng đột nhiên có chút muốn ăn cổ sớm bánh gato chuyện gì xảy ra có thể là bị tống giảng đáng yêu cho lôi đến, bất tri bất giác quá nhiều năm như vậy, lôi cũng đã là cái rất cổ xưa từ ngữ, nam cung thuần lưu lại dùng cơm trưa lúc không nói một lời, hắn một câu không nói, những người khác liền cũng không dám nói lời nào, trong lúc nhất thời, trong phòng một mảnh kiềm chế tĩnh mịch, thẳng đến hắn nói đem Nguyệt Nhi cho ta thời điểm, tống giảng mới ngẩng đầu lên, tiếp cận hắn, chỉ thấy nam cung thuần treo đùa lấy nữ nhi, mặt mày đều nhu hòa xuống dưới, nam cung tỉnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua, tựa như là bị sấy lấy thật nhanh rủ xuống ánh mắt thật sự là nghiệp chướng a tống giản nghĩ thầm đơn giản điểm gia đình tình trạng liền không thể đơn giản điểm sao a tỉnh ăn no chưa nàng nhỏ giọng hỏi nam cung tỉnh sợ hãi hướng phía nàng nhẹ gật đầu thấy trong bát của hắn hoàn toàn chính xác đã sạch sẽ tống giản nghĩ thầm nàng thế giới hiện thực bên trong chất tử nếu có thể có đứa nhỏ này một nửa nhu thuận liền tốt đi trước ngủ trưa một hồi nhi đi buổi chiều còn muốn tiếp tục cùng tiên sinh học tập đâu. Nhưng Nam Cung tỉnh e ngại nhìn về phía ngồi ở vị trí đầu Nam Cung Thuần, không dám đứng dậy. Nam Cung Thuần rõ ràng có thể nghe thấy tống giảng, nhưng hắn chính là mắt biết tai ngơ, chậm rãi kẹp lên một hạt gạo, giả vờ giả việc đút tới Nam Cung Nguyệt bên miệng, gặp nàng ngoan ngoãn ăn, liền mặt lộ vẻ mỉm cười, giáo chủ. Tống giảng đành phải đứng dậy đi đến bên cạnh hắn, nói khẽ, ta trước hết để cho A tỉnh đi về nghỉ được chứ. Nam Cung Thuần Y Nguyên không nói một lời, cũng không biết đến cùng muốn làm cái gì. Tống giảng có chút nhíu mày, lại kêu một tiếng nói, giáo chủ, nhưng Nam Cung Thuần phản phất xem nàng như làm không khí, chỉ là hết sức chuyên chú trêu đùa lấy trong ngực Nam Cung Nguyệt, loại này bị xem như không khí trạng thái, tống giảng nhưng quá quen thuộc, làm một ưu tú nữ phối nhân viên công tác. Tại loại này không có tồn tại cảm thời điểm điên cuồng tìm tồn tại cảm, quả thực chính là cơ bản nhất nghề nghiệp tố dưỡng. Nàng đưa tay đặt tại Nam cung thuần trên bờ vai, muốn lắc lắc hắn. Thân thể tiếp xúc hoàn toàn chính xác so đơn thuần giọng nói giao lưu, càng có phần hơn lượng, cũng càng khó coi nhẹ. Nhưng nàng còn chưa kịp nói chuyện, Nam cung thuần lại đột nhiên đứng lên, làm cho Tống giảng giật nảy mình. Nàng sững sờ đứng ở một bên, trông thấy Nam cung thuần đem Nam cung Nguyệt giao cho nhũ mẫu, sau đó đột nhiên đem Tống giảng ôm ngang lên, mở ra chân dài, không nói một lời liền hướng phía trong phòng đi đến. Tống giảng nàng một mặt mờ mịt thẳng đến nam cung thuần một chân đá văn phòng ngủ của nàng cửa đưa nàng ném đến trên giường lúc mới hồi phục tinh thần lại hả hả nàng cũng không lo lắng nam cung thuần sẽ đối nàng làm cái gì công ty các nàng mặc dù quy mô không lớn nhưng là hết thảy đều nghiêm ngặt tuần hoàn theo quốc gia pháp luật pháp quy yêu cầu tuyệt không có khả năng xuất hiện bất kỳ cổ trở xuống thân mật hành vi nam cung thuần coi như muốn làm cái gì cũng sẽ bị trực tiếp nhảy qua sẽ không đối nhân viên công tác tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vậy, nàng thậm chí còn có nhàn tâm, phát hiện một cái thân ảnh màu đen ở ngoài cửa tận trung cương vị đem bị nam cung thuần đá văng sau không có khép lại cửa khép lại, sau đó nghĩ thầm ám vệ không khỏi cũng quá dùng tốt một điểm, mà nhảy qua về sau, tống giảng trước mặt liền trực tiếp xuất hiện một cái lồng ngực, mặc dù nàng cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng từ một số phương diện đến nói, điều này nói rõ nam cung thuần đối thành thục chút nữ tính y nguyên ôm lấy hứng thú như vậy nam cung nguyệt bên kia liền sẽ tương đối an toàn một chút cái này khiến tống giảng trong lòng mặc dù cảm giác có chút không được tự nhiên dù sao tại thuần ái văn bên trong nữ phối sẽ rất ít có loại này cần nhảy qua kịch bản nhưng vẫn là hơi nhẹ nhàng thở ra mà vì phòng ngừa đến lúc đó xét duyệt lúc lại bị đánh gạch men nàng liền vội vàng ngồi dậy kéo lên nam cung thuần vạt áo hắn dường như cũng không có ngủ đi qua xong việc về sau, hắn nhìn chỉ là hơi nghỉ ngơi một chút, liền chuẩn bị xuống giường rời đi, mà lúc này, nằm ở trong khuỷu tay của hắn, giống như là đằng la leo lên lấy đại thù yếu đuối vô lực nữ nhân, cũng đi theo ngồi dậy, thế là nam cung thuần hít mắt, nhìn xem tống giản vương tay ra, cúi đầu vì hắn chỉnh lý tốt quần áo, hắn không có cởi ít áo ra, nhưng trên người quần áo vẫn là bày biện ra kịch liệt vận động sau nông rộng. Thế là nàng giúp hắn một lần nữa buộc lại dây thắt lưng, sau đó cẩn thận thỏa đáng vuốt lên nếp gấp, thấy thế, Nam Cung thuần nhịn không được dừng lại chuẩn bị rời đi động tác. Hắn vươn tay ra, vung lên một sợi nàng tán lạc xuống tóc dài đuôi tóc, cuốn tại trên ngón tay, phát giác được động tác của hắn, tống giảng nói khẽ, ngài muốn đi sao, từng, không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao, nàng chính là khách khí khách khí, biểu đạt một chút mình khéo hiểu lòng người cùng ôn nhu quan tâm, ai biết Nam Cung thuần nghĩ nghĩ, thế mà thật lại lần nữa nằm xuống nói khoác mà không biết ngượng lại ừ một tiếng, tống giảng, được thôi, thế là nàng cũng ngoan ngoãn một lần nữa nằm xuống, lại cẩn thận không có đụng phải thân thể của hắn bất luận cái gì một bộ phận, nàng hỏi. Hiện tại giờ nào rồi? A à, tỉnh đi học sao, nhưng vừa nghe thấy Nam Cung tỉnh danh tự, Nam Cung thuần liền nhíu mày, ngươi làm sao há miệng ngậm miệng đều là hắn, xem ra hắn là thật cùng Nam Cung tỉnh đòn khiên bên trên, tống giảng đành phải đem mặt vùi vào cánh tay bên trong, nhìn vô cùng đáng thương không nói lời nào, ai biết Nam cung thuần đột nhiên vươn tay ra, bất mãn nàng cách quá xa, đưa nàng túng đi qua, cách xa như vậy làm cái gì? Tiết kiệm giáo chủ ngài đến lúc đó đem ta đẩy ra khí lực, nghe thấy lời này, Nam cung thuần ngẩn người, sau đó buồn cười nói, người trước kia tại sao không có thông minh như vậy, đã hắn cho phép nàng đụng chạm mình, Tống giảng liền thuận tâm ý của hắn cùng khí lực, nhu nhu cúi người đi, áp vào trong ngực của hắn giáo chủ trước kia cũng không có tốt như vậy nói chuyện, Nam Cung Thuần trầm ngâm một chút, sau đó nói ra cùng trước kia khác biệt, ngươi bây giờ có Nguyệt Nhi, ta rất thích đứa bé kia, tống giản, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, giáo chủ đối A tỉnh cùng Nguyệt Nhi trên lệch quá lớn, Nam Cung Thuần ngay tại chơi nàng rối tung ở đầu vai cùng phía sau tóc dài, văn ngôn nhíu mày, cho là nàng phải vì Nam Cung tỉnh bất bình. Lại nghe thấy ngữ khí của nàng cũng không phẫn quất cùng oán trách, chỉ là bình thản an tĩnh tiếp tục nói, yêu chi dục nó sinh, ác chi dục nó chết, ta nhìn ngài đối A tỉnh bộ dáng, liền sẽ nhịn không được nghĩ, có lẽ có một ngày, ngài cũng sẽ đối với ta như vậy, ngài cảm thấy ta bất công A tỉnh, là bởi vì ta hy vọng, tương lai nếu có một ngày, ta bị ngài như thế chán ghét mà vứt bỏ, cũng sẽ có ảnh hình người hiện tại ta đồng dạng trợ giúp ta, nam cung thuần buông ra đùa bẩn nàng tóc dài tay, hắn tỉnh táo mà nói, người trước kia ngược lại là chưa từng suy xét những vấn đề này, trước kia. Tống giảng nghĩ thầm, như thế cái tìm hiểu nhân thiết cơ hội tốt, giáo chủ cảm thấy ta là người thế nào. Chương 08, phần diễn kiểm nghiệm, đang nói xong tống giảng vị này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trước kia là dãy dụ như thế nào, như thế nào phản kháng, như thế nào khóc trống, như thế nào điên về sau. Nam Cung Thuần lấy bốn chữ làm sao cùng tổng kết phân trần, không biết tốt xấu, lấy ma giáo giáo chủ lập trường đến xem, thiên hạ đệ nhất mỹ nhân không muốn thuận theo, có lẽ đích thật là tự tìm phiền phức nhưng lấy phổ biến công dân đạo đức luân lý đến nói lời, tống giảng ở trong lòng nhíu mày, bắt đầu thành thạo suy xét dựa theo xét duyệt quy tắc, phải chăng phải làm ra dây đỏ nguyên tắc can thiệp, khi khu cai quay chụp phim, khuê phòng nghi ngờ, nguyên tắc tiểu thuyết, giảng thuật một nữ nhân gã cho một cái tội phạm giết người, cuối cùng bị giết chết cố sự, tại hắn cấu tứ một cái khác kết cục bên trong, nữ nhân kia tại bị trượng phu giết chết trước đó, cho mẹ của mình viết một phong thư. Hắn muốn giết chết ta, ta tình nguyện chết đi nhưng ta nghĩ, xã hội chuẩn tắc hẳn là nhận bảo hộ, mọi người ứng phản đối hắn hành động. Một, nàng uống xong trượng phu đưa tới độc sữa bò, nhưng cũng làm cho hắn giúp mình gửi ra lá thư này, vạch trần tội của hắn, xã hội chuẩn tắc hẳn là nhận bảo hộ, chính là dây đỏ nguyên tắc can thiệp ý nghĩa. Nhân viên công tác một khi phát hiện vị trí thế giới trọng yếu nhân vật, từng có qua khả năng gây nên tranh luận, cùng mặt hướng công chúng mở ra về sau, khả năng tạo thành ảnh hướng trái chiều hành vi về sau, liền cần phán đoán phải chăng cần người vì cải tạo kịch bản, tựa như là nước ngoài ngầm thừa nhận tại giải trí tác phẩm bên trong, người chơi không thể thương tổn tiểu hài cùng chó đồng dạng, cho dù là bọn họ một người muốn đánh một người muốn bị đánh, một cái muốn giết người, một cái nguyện ý bị hắn giết chết, cái này bất chính năng lượng, nếu như bị người cử báo, công ty liền nhất định phải bị ép đóng lại tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, tống giảng công ty đã từng bị người như thế báo cáo quá nhiều lần, Bây giờ đối với phương diện này yêu cầu đã mẫn cảm đến soi mói tình trạng, cũng may nàng công việc 3 năm, phát động cái này đỏ lên tuyến can thiệp nguyên tắc thế giới đều không có mấy cái, thậm chí là trước đó nàng làm hắc ám thế giới thủ lĩnh tình phụ thế giới đều không có phát, động quá, bởi vì thế giới kia trọng yếu nhân vật đều không có liên quan đến hắc ám thế giới dễ dàng nhất liên quan đến dược vật cùng nhân khẩu buôn bán, hai người sau là tuyệt đối dây đỏ. Một khi có trọng yếu nhân vật liên lụy ở giữa, tuyệt sẽ không có công ty sẽ mua dạng này thế giới, nhưng có đôi khi mua về về sau mới phát hiện, công ty liền nhất định phải sửa chữa kịch bản, cố gắng yếu bớt loại hành vi này, đem toàn bộ thế giới tranh luận sự kiện cường độ kéo đến một cái an toàn cấp độ, mà Nam Cung Thuần. Phát động cướp giật cái này đỏ lên tuyến, đối với phụ nữ nhi đồng hãm hại, cũng là tuyệt đối dây đỏ, cứ việc vậy coi như là một cái bối cảnh thiết lập, nhưng Nam Cung Thuần thế nhưng là thế giới này tuyệt đối nhân vật chính một trong lấy thiên hạ đệ nhất mỹ nhân kia gần như điên tổn thương trình độ đến xem tống giản nhất định phải đem chuyện này báo cáo công ty bình thường loại này có trọng đại khuyết điểm nhân vật công ty phương châm cũng là có thể toàn bộ xóa bỏ tốt nhất là toàn bộ xóa bỏ nhưng nam cung thuần là chủ cpa hắn một xóa toàn bộ cố sự cũng không được lập toàn bộ thế giới liền trực tiếp sụp đổ vậy phải xem có thể hay không sửa chữa yếu bớt tổn thương trình độ thế nhưng là sửa chữa chỉ có thể tại hành vi phát sinh trước hết sức tránh hiện tại hiển nhiên là hành vi phát sinh về sau, bởi vậy cũng không được, như vậy cũng chỉ có một đầu cuối cùng đường, trừng phạt. Nam Cung Thuần nếu là dựa theo sớm định ra kịch bản đại cương, một đường cao cao tại thượng không coi ai ra gì đầu tiên là nhìn mình chầm chầm nữ nhi, sau đó cùng các lộ nam phối nhất nhất giao phong, cuối cùng chăn lớn cùng ngủ, cái này kịch bản thả ra, báo cáo tuyệt đối một lần một cái chuẩn, nhân vật trọng yếu không phải là không thể có hắc ám đi qua, nhưng bọn hắn nhất định phải trả giá đắt, lại muốn tỉnh lại sửa đổi, không phải cấp trên sẽ cảm thấy ngươi truyền bá bất chính tập tục, thậm chí khả năng lừa dối tam quan còn chưa thành thục thanh thiếu niên. Đương nhiên, nhân viên công tác trừng phạt cũng là có hạn độ, nếu là quá mức, cũng giống vậy sẽ bị thẩm tra khóa chặt. Tóm lại, đánh trước cái báo cáo đi, tống giảng rút vào nam cung thuần trong ngực. Làm bộ chậm rãi buồn ngủ về sau, ý thức gọi ra liên lạc hệ thống, điền nhân vật trọng yếu mẫn cảm hành vi quan sát biểu, đệ trình trừng phạt thỉnh cầu lệnh. Thuần ái bộ bộ trưởng rất nhanh liền thu được tống giảng đưa tin, hắn nhíu lông mày, sau khi xem xong, trầm ngâm chỉ chốc lát, trả lời, phê chuẩn, đây là toàn bộ công ty đều cần tuân thủ một cách nghiêm chỉnh đại phương hướng, các loại quá mức manh mối, thà giết lầm một ngàn, cũng không thể bỏ qua một cái, hắn bây giờ không có đạo lý phản đối, chẳng qua thế giới này nguyên văn bên trong, Nam Cung Thuần căn bản cũng không phải là CP một trong, hắn chính là lớn nhất nhân vật phản diện, làm nhân vật phản diện nhân vật. Hắn là có thể xúc phạm dây đỏ sự kiện, không phải nhân vật phản diện nhân vật vì cái gì được xưng là nhân vật phản diện nhân vật. Huống chi cuối cùng kết cục của hắn chính là bị những người khác giết chết, trừng ác dương thiện kết cục không có bất cứ vấn đề gì. Tựa như là ngăn cản Nam cung thuần cùng cái khác nam phối CP đồng dạng, nhằm vào Nam cung thuần hết thảy hành vi, đều chẳng qua là vô dụng công. Thuần ái bộ bộ trưởng vẫn còn ước gì tống giảng động tác càng lớn càng tốt, đem thế giới làm cho càng loạn càng hỏng bét đâu giống như là tiên đoán được nàng nhiệm vụ thất bại bộ dáng, thuần ái bộ bộ trưởng lộ ra mong đợi nụ cười. Đạt được phê chuẩn hồi phục, tống giảng bắt đầu đem trừng phạt quy hoạch cũng gia nhập tiến trình bên trong, chẳng qua nàng nghĩ đi nghĩ lại, chậm rãi liền thật ngủ thiếp đi. Nam cung thuần phát giác được hô hấp của nàng trở nên sâu xa chậm chạp về sau, lúc này mới rốt cục buông ra ánh mắt. Quang Minh chính đại nhìn chăm chú đứng dậy bên cạnh trương này mỗi một nam nhân đều sẽ mộng tưởng có như ngọc dung sắc, tướng mạo như vậy, đủ để khiến nàng tại thiên hạ bất kỳ địa phương nào đều chiếm được ưu đãi, nhưng nếu là quá yếu đuối, liền lại rất dễ thôi động người bên ngoài tà niệm, gọi người muốn phá hủy cùng ức hiếp, phản phất cấp nắm trong tay chim non, lại giống là chụp lên tuyết đầu mùa bãi cỏ, muốn bóp nát kia ấm áp lại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể, muốn phá hư kia vuông vức không tì vết thuần khiết, nhìn xem nàng thời điểm, liền xem như nam cung thuần, đều sẽ thường xuyên cảm khái, người có khả năng sinh ra tà niệm lại có thể đáng sợ đến tận đây. Lúc này, chỗ không xa truyền đến Nam Cung tỉnh kia ngây thơ tiếng đọc sách, hắn tiên sinh thượng quan hợp trở về mình dùng cơm nghỉ ngơi về sau, lại đến đây vì hắn lên lớp, an ổn buông lỏng nằm tại thoải mái dễ chịu trong phòng, bên cạnh ngủ mềm mại nhu thuận kiều mị mỹ nhân, Nguyệt Nhi nhũ mẫu tại một bên khác gian phòng cẩn thận dỗ dành hài tử thanh âm, cùng trong thư phòng truyền ra dạy học âm thanh xen lẫn trong cùng một chỗ, Nam Cung thuần hít mắt, khó được cảm thấy một tia an bình cùng thanh thản. Hắn hài lòng nở nụ cười, lại thưởng thức trong chốc lát thiên hạ đệ nhất mỹ nhân ngũ nhan, phản phất đang thưởng thức mình tất giữ một loại nào đó quý hiếm vật, sau đó mới thu tầm mắt lại, đứng lên, rời đi tống giảng viện là, đêm, chuẩn bị nguyệt nhi ám vệ, đêm thanh âm vẫn như cũ trầm thấp, khàn khàn, không mang bất cứ tia cảm tình nào trả lời, vâng, còn có, đừng để tống phu nhân mang thai. Nếu là mang thai, phải có thời gian thật dài không tiện đụng nàng nam cung thuần mới vừa vặn đối nàng sinh ra mới mẻ thú vị cảm giác tự nhiên không nguyện ý bị loại chuyện này quấy rầy hào hứng lại nói có nguyệt nhi về sau hắn cũng không nghĩ lại muốn những hài tử khác đêm tiếp tục nói vâng bọn hắn lại đi đi về trước một khoảng cách nam cung thuần dừng một chút hiếp mắt suy tư trong chốc lát lại nói nam cung tỉnh ám vệ tạm thời không cần đặc biệt chọn lựa trước an bài cho hắn một cái võ thuật lão sư nhìn xem võ học của hắn thiên phú như thế nào con của hắn nếu là sau này không thể tập võ liền không có bồi dưỡng giá trị văn ngôn đêm thanh âm nửa điểm không thay đổi nói vâng ngày thứ hai đêm buổi sáng liền lĩnh đến một tên tráng hán nói cho tống giảng về sau cái này tên là phòng tử tấn nam nhân phụ trách dẫn đầu nam cung tỉnh tập võ khi đó tống giảng vẫn nằm trong sân dưới bóng cây một bên hài lòng chậm rãi theo lên đám mây một bên tại ghế đu bên trong lắc tới lắc lui, chiều hôm qua, Nam Cung Thuần đi không lâu sau, liền có thị nữ bưng tới một chén canh thuốc, nói là tránh tử canh, vừa vặn nàng cũng nếu như không tất yếu, không nghĩ sinh con, uống đến rất là dứt khoát, chuyện nhỏ này đối nàng không có một chút ảnh hưởng, bởi vì lần trước Nam Cung Thuần cảm thấy nàng đem Nam Cung Nguyệt nhét vào trong phòng mặc kệ, lần này nàng liền để nhũ mẫu mang theo Nam Cung Nguyệt cùng một chỗ, ở bên cạnh chiếu cố, nhìn thấy đêm thời điểm, tống giản hơi kinh ngạc bởi vì ám vệ tựa như là chủ nhân cái bóng nếu như ngươi nhìn thấy một hình bóng đơn độc xuất hiện cũng giống vậy sẽ cảm thấy phi thường kinh ngạc có điều lúc ban ngày vẫn còn dễ dàng phát hiện thân ảnh của hắn bởi vì dạ tổng là một bộ đen nhánh cách ăn mặc nhưng không nghĩ tới vào lúc ban đêm hắn lại dẫn một cái sáu bảy tuổi cậu bé xuất hiện tống giản vừa mới ăn xong cơm tối chính ông lấy nam cung nguyệt kiểm tra nam cung tỉnh hôm nay học tập lương sách tình huống thẳng đến đêm đi đến bên người mới bỗng nhiên phát hiện cái này gần như sắp muốn cùng bóng đêm hòa làm một thể nam nhân lập tức giật nảy mình nàng mở to hai mắt nhìn che ngực vô ý thức có chút tức giận vỗ một cái cánh tay của hắn nói người đi đường làm sao đều không ra đêm vô ý thức bắt lấy tống giản thủ đoạn bàn tay của hắn cực nóng lại thô ráp da thịt của nàng mềm mại mà tinh tế chạm nhau thời điểm ở trong màn đêm liền giống như một trận thanh phong bỗng nhiên bí ẩn thổi nhăn một mảnh xuân thủy hai người đều bởi vì cái này ngoài ý liệu đụng chạm mà sửng sốt một chút, đêm trước lấy lại tinh thần, buông lỏng tay ra, tống giảng cầm mình mới vừa rồi bị hắn chọc vào lòng bàn tay thủ đoạn, điềm nhiên như không có việc gì nhìn về phía bên cạnh hắn cái kia cậu bé, nghi ngờ nói, đây là, đây là giáo chủ vì tiểu thư chọn lựa ám vệ. Đêm mang trên mặt mặt nạ, một bộ màu đen trang phục, thấy không rõ tướng mạo, mà bên cạnh hắn cậu bé cũng là đồng dạng cách ăn mặt, mặt nạ, áo đen một lớn một nhỏ đứng chung một chỗ, phản phất còn nhỏ thể cùng thành niên thể một loại tương tự, ám vệ A. À. Tống giảng cảm thán một tiếng, hắn tên gọi là gì, ám vệ đều cần chủ nhân ban tên. Đêm ngữ khí đạm mạc, giống như vừa rồi món kia đột phát sự kiện, đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nói, huống chi, hắn cũng không nhất định chính là chọn người sau cùng, khi đó, tống giảng vẫn không có thể lý giải kia là có ý gì. Thế nhưng là ba ngày sau đó, đêm liền lại đổi một đứa bé lĩnh đi qua. Tống giảng ẩn ẩn có chỗ dự cảm mà hỏi, trước đó đứa bé kia đâu? Đêm nói, hắn bị đào thải, nàng trầm mặt xuống, nhìn về phía bên cạnh hắn cái này mới mang tới hài tử, thở dài. Mà đứa bé thứ hai kiên trì đại khái bảy ngày, đêm lại lĩnh đến một cái mới hài tử. Tống giảng nhịn không được hỏi, đến cùng có bao nhiêu hài tử? Đêm trả lời gần như có chút đen sắc hài hước, đủ nhiều. Đợi đến lần sau Nam Cung Thuần đến thời điểm, Tống giảng tò mò hỏi: "Đêm là lúc nào xác định tại bên cạnh ngươi?" Nam cung thuần nghĩ nghĩ, lúc 12 tuổi, hắn khi đó bao lớn? Ước chừng 15 đi. Ngày lúc ấy đổi bao nhiêu cái ám vệ nha? Không có đổi quá. A. À. Tống giảng kinh ngạc một chút, ngay từ đầu chính là đêm a. Nam cung thuần thản nhiên nói: "Có thể bị lĩnh tới, vốn là ưu tú nhất, bất quá tiếp theo trong khi huấn luyện, trước đó ưu tú nhất không có nghĩa là vẫn luôn là ưu tú nhất." nhưng đêm vẫn luôn là ưu tú nhất, không sai. Nam Cung Thuần trên mặt ngạo khí phản phất đang nói, chỉ có người tài giỏi như thế xứng trở thành hắn ám vệ, nhưng Tống Giản lại bỗng nhiên cảnh giác một chút, theo lý mà nói, tại Nam Chủ bên người xuất hiện ưu tú nam tính, cùng Nam Chủ trở thành CP tỷ lệ xa xa cao hơn không trở thành CP tỷ lệ, mà kịch bản đại cương bên trong hoàn toàn chính xác có cái ám vệ nhân vật, nàng nguyên lai tưởng rằng là Nam Cung Nguyệt ám vệ, nhưng là chẳng lẽ chỉ là nam cung thuần ám vệ nếu là nàng tính sai đây chính là trọng đại công việc sai lầm a nhưng quay đầu cẩn thận kiểm tra một lần đại cương về sau tống giản nghi ngờ phát hiện đại cương bên trong ám vệ hoàn toàn chính xác chỉ là nam cung nguyệt ám vệ nhưng là so với nam cung nguyệt ám vệ yêu nam cung thuần nam cung thuần mình ám vệ đối với hắn lòng mang yêu thương càng phù hợp logic a đây là có chuyện gì chẳng lẽ là kịch bản đại cương viết sai sao lần tiếp theo đêm xuất hiện thời điểm, tống giản nhịn không được nhìn hắn chầm chầm hồi lâu, nàng nghĩ thầm, có một cái biện pháp, có thể kiểm nghiệm đêm đến cùng có phải hay không trọng yếu nam phối một trong, đó chính là, mặt, nếu là đêm mọc ra một tấm khuôn mặt dễ nhìn, như vậy tám thành có tình cảm hí. Chương không chính, ám vệ sự tình, thế nhưng là, làm nam cung thuần ám vệ, mỗi lần sương đêm mặt chỉ là hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Tống giảng không có cách nào chủ động liên hệ hắn, chỉ có thể chờ đợi chính hắn xuất hiện, hai người bọn họ ở giữa cũng không có cái khác bất luận cái gì dư thừa lý do tiếp xúc, muốn thế nào khả năng nhìn thấy mặt của hắn đâu. Tống giảng đành phải tại Nam cung thuần đến thời điểm, đến hỏi hắn, "Giáo chủ, Nam cung thuần gần đây thường xuyên tại có thời gian rảnh, giữa trưa chạy tới ôm Nam cung Nguyệt, mà lại đã không thỏa mãn tại vẻn vẹn chỉ là đem nàng ôm vào trong ngực, mà thích đem nàng ném lên bỏ xuống chơi đùa, mà Nam cung Nguyệt xưa nay không khóc không náo." mỗi lần đều phối hợp với hắn vui vẻ lạc lạc cười không ngừng, Nam Cung Thuần cũng bởi vậy đối nàng càng phát ra cưng chiều, cũng may hắn một tuần đại khái cũng chỉ có thể đến hai ba lần, không phải Nam Cung Nguyệt bây giờ nói không tốt, nhưng Nam Cung Tĩnh cùng Tống Giảng mỗi ngày đối hắn, sợ là đều muốn áp lực quá lớn, giờ phút này nghe thấy Tống Giảng kêu gọi, hắn hững hờ nói, từng, Tống Giảng hỏi, ám vệ là dạng gì tồn tại, Nam Cung Thuần liếc nàng một chút, làm sao, chính là hiếu kỳ tống giảng giả vờ như ngây thơ ngây thơ mà hỏi bọn hắn tới vô ảnh đi vô tung thật là lợi hại a à, ta cũng có thế có một cái ám vệ sao nàng nói phản phất ám vệ liền cùng đầu đường gánh xiếc nghệ nhân sẽ chỉ đột nhiên xuất hiện cùng đột nhiên biến mất nam cung thuần bị nàng không rành thế sự làm cười hắn bây giờ một lần nữa đối nàng có chút hứng thú nhưng loại thời điểm này vẫn còn có chút xem thường nàng vô tri nông cạn ngươi ngươi cũng xứng có ám vệ ngươi cho rằng ngươi trọng yếu bao nhiêu Tống giản nghe ra hắn đùa cực, há miệng muốn nói, nhưng nghĩ nghĩ, lại cảm thấy hiện tại bọn hắn ở giữa thành lập liên hệ còn chưa đủ nàng náo điểm không được tự nhiên, thế là nàng chỉ là lộ ra thụ thương thần sắc, có chút khổ sở nhìn hắn một cái, sau đó rủ xuống đôi mắt, trầm mặt ngồi tại vị trí trước, không nói gì thêm, rất nhanh, nam cung tỉnh đi vào đại sảnh, nhìn thấy thượng thủ ngồi nam cung thuần, vội vàng cúi đầu, vô ý thức nhìn về phía ngồi ở một bên tống giảng. Gặp nàng thần sắc xa xúc, nho nhỏ nam hài tử trên mặt lập tức lộ ra lo lắng thần sắc bất an, nhưng hắn không dám cứ như vậy chạy tới, chỉ có thể trước cung kính mà câu thúc hướng về ngồi tại bàn tiệc bên trên nam cung thuần thi lễ một cái, thấp giọng kêu một tiếng, giáo chủ, nam cung thuần lành lạnh liếc mắt nhìn hắn, liền ừ đều chẳng muốn đáp lại một tiếng, chỉ là tiếp tục xem trong ngực nam cung nguyệt, nhìn dường như muốn thử xem tự mình đút nàng ăn bữa cơm, tống giảng có đôi khi nghĩ thầm, nam cung thuần cái này chấp nhất hài tử sức mạnh nếu có thể cùng nhiều như vậy quá thức nuôi trẻ thê tử trượng phu tổng hợp một chút tốt bao nhiêu nàng nghĩ như vậy trên mặt lại đối nam cung tỉnh lộ ra nụ cười ôn nhu a tỉnh tới tại tất cả đối với hắn lạnh lùng hoặc là không nhìn đại nhân bên trong dù sao cũng phải có cái đối với hắn mỉm cười người đi bằng không cái kia cũng quá đáng thương nam cung tỉnh biểu lộ lập tức liền buông lỏng xuống hắn cố gắng biểu hiện được đoan trang thủ lễ giống như là lão sư dạy qua hắn như thế không vội không chậm, thời khắc tiếng thối thỏa đáng, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được bước nhanh hơn, chạy chậm đến đi vào tống giảng bên người, tựa sát ngồi xuống, giữ nàng lại ống tay áo, có thị nữ bưng chậu nước đi tới, tống giảng cầm lấy khoát lên bồn bên cạnh khăn mặt, nam cung tỉnh liền ngoan ngoãn duỗi ra hai tay, nàng cẩn thận vì hắn lau sạch hai tay, miễn cười hỏi, buổi sáng khóa cảm giác thế nào? Nam cung tỉnh mẫn cảm nhìn thoáng qua vừa rồi dường như trừng mắt về phía bên này Nam cung thuần, trầm thất từ một tiếng, gần đây tập võ khóa đâu. Còn chịu nổi sao, từng, đừng cứng rắn chịu đựng, biết sao. Lần trước hù chết ta, tống giảng nhớ tới lần trước nam cung tỉnh đứng trung bình tấn, quấn tới cuối cùng lung lay sắp đổ, mồ hôi tuôn như nước, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, hắn đều không trên một tiếng một mực chịu đựng một mực chịu đựng, kết quả cuối cùng trực tiếp liền ngất đi, đứa nhỏ này thói quen nhẫn nại hết thảy, chưa từng tùy tiện thổ lộ nỗi thống khổ của mình cũng mặc kệ chính mình có thể hay không chịu nổi, dạng này tính cách để Tống giảng rất là lo lắng, cũng là lần trước về sau, Nam cung tỉnh vài ngày toàn thân đau nhức động đều không động đậy, Tống giảng mới dưỡng thành giúp hắn xác tay, cho ăn cơm thói quen. Lúc này, Nam cung thuần bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tập võ khóa làm sao rồi?" Nam cung tỉnh lập tức không biết làm sao nhìn về phía Tống giảng, hắn quen thuộc bị Nam cung thuần coi thường, đột nhiên bị hắn chú ý tới, liền không nhịn được bối rối. Tống giảng nắm chặt hắn tay, để hắn an tâm dùng sức nắm thật chặt, rồi mới hồi đáp: "A Tỉnh thân thể có chút yếu, lần trước tập võ lúc, cường độ đối với hắn có chút lớn, hắn không có chống đỡ." Tống giảng cẩn thận thay đổi lối nói của hắn nói: "Lão sư ngay từ đầu không hiểu nhiều A Tỉnh, không có biết rõ hắn có thế tiếp nhận cực hạn." Nam Cung thuần Kinh thường nói: "Một điểm khổ đều ăn không được, thật sự là phế vật." Tống giảng, đối với thái độ của hắn, Tống giảng bất mãn nhíu mày nhưng cũng không có tranh luận, chỉ là quay lưng đi, đem Nam Cung tỉnh an ủi ôm vào trong ngực, đồng thời không để Nam Cung thuần nhìn thấy nét mặt của nàng, nhưng dáng vẻ cho dù nhìn không thấy biểu lộ, cũng rõ ràng biểu lộ ra cự tuyệt hàm nghĩa, Nam Cung thuần sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn ngữ khí lạnh lẽo nói, ta khi 6 tuổi, sớm cũng không biết từng giết bao nhiêu người, ngươi nhìn tên phế vật này, trừ trốn ở nữ nhân trong ngực khóc bên ngoài, còn có bản lãnh gì, tống giảng nghe xong, liền buông ra Nam cung Tỉnh, ở trước mặt hắn, nàng đối Nam cung Tỉnh càng tốt, hắn dường như liền càng sinh khí, có lẽ là bởi vì, hắn cảm thấy Tống giảng là thuộc về hắn nữ nhân, lẽ ra toàn thân tâm đều vây quanh hắn đảo quanh, mà không nên đem lực chú ý đặt ở trên thân người khác, mà phát giác được Tống giảng chuẩn bị kéo dài khoảng cách, Nam cung Tỉnh lập tức kinh hoảng giữ nàng lại tay, Tống giảng bất đắc dĩ nhìn xem hắn, nhẹ nhàng lắc đầu, tránh ra mình tay, nhưng nàng nghiêm túc chú nhìn hắn ánh mắt để hắn vững tin nàng sẽ không đem một mình hắn vứt xuống nam cung tỉnh mới một bộ nhanh muốn khóc lên biểu lộ thu tay về thấy thế nam cung thuần hừ lạnh một tiếng nói ăn cơm có điều ăn cơm trên đường hắn quả nhiên rốt cuộc không có đi tìm nam cung tỉnh phiền phức thậm chí cũng không có lại hướng tống giảng bên kia nhìn lên một cái chỉ là có chút động tác cứng nhắc thô kệch cho ăn lên nam cung nguyệt vì để tránh cho kích động đến hắn tống giảng không có lại cho nam cung tỉnh cho ăn cơm cũng may mấy ngày nay thân thể của hắn đã nghỉ ngơi đầy đủ chậm lại không có đau nhức lợi hại như vậy có thể tự mình dùng cơm tống giản thỉnh thoảng chú ý một chút nam cung tĩnh ăn cơm tình huống thỉnh thoảng lại chú ý một chút nam cung nguyệt ăn cơm tình huống mình ngược lại là không ăn bao nhiêu tất cả lo lắng nam cung tĩnh có thể hay không ăn không tiến cùng nam cung nguyệt có thể hay không bị sạc đến hai chuyện bên trên một bữa cơm tốt xấu có kinh sợ nhưng không nguy hiểm ăn xong Tống giảng cùng Nam cung Tỉnh đưa Tiễn Nam cung thuần tôn này đại phật về sau, đều cảm giác nhẹ nhõm không ít. Đợi đến ban đêm, Nam cung Tỉnh viết xong cùng ngày làm việc, hiện tại hắn vẫn còn đang đánh cơ sở, bình thường đều là tập viết bao nhiêu bao nhiêu chương, lại lưng bao nhiêu câu văn chương, Tống giảng một mực trông coi hắn làm xong, mới gọi người đánh tới nước nóng, để hắn rửa mặt chuẩn bị đi ngủ. Sau đó, Tống giảng liền sẽ nói cho hắn chút chuyện kể trước khi ngủ, chờ hắn mí mắt bắt đầu đánh nhau về sau, nàng liền sẽ cho hắn một cái ngủ ngon hôn, nói khẽ, ngủ ngon. Mỗi lần nam cung tỉnh mơ hồ không rõ thấp giọng hồi phục ngủ ngon. Lúc, tống giản đều sẽ cảm giác phải hắn rất đáng yêu cười lên, nhịn không được sờ sờ tóc của hắn. Chẳng qua lần này, trừ ngủ ngon bên ngoài, nam cung tỉnh còn mở to cặp kia hắc bạch phân minh, trong veo sáng tỏ, lại vô tội đáng thương cẩu cẩu mắt, nghiêm túc nói với nàng, phu nhân, giáo chủ không chịu cho ngươi ám vệ, không có quan hệ về sau ta học tốt võ công, ta đến bảo hộ ngươi, đây là trời sinh tính nội liễm nam cung tỉnh, lần thứ nhất nói dài như vậy. Tống giảng lập tức hơi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi buổi trưa hôm nay nghe được à nha, nàng cái phản ứng này, dường như để nam cung tỉnh cảm thấy rất xấu hổ, hắn mặt đỏ lên, nhìn không được trong chăn cuộn mình lên, lại vẫn lấy hết dũng khí, nhìn chăm chú lên con mắt của nàng, nghe được. Một chút xíu. Hắn nói khẽ, phu nhân, về sau ta khi ngươi ám vệ ngươi không muốn khổ sở tống giảng cười cong con mắt thật nha thật tốt đâu vậy ta chờ a tỉnh lớn lên bảo hộ ta a tỉnh phải nhớ phải a ừm văn ngôn nam cung tỉnh lập tức cảm giác mình bị người cực lớn khẳng định trong ánh mắt của hắn gần như lập tức có hào quang hưng phấn từ trong chăn duỗi ra một cái tay đến nói móc câu câu móc câu câu tinh tế ngón tay thon dài cùng non nớt ngón tay mềm mại nhẹ nhàng câu liền lại với nhau lung lay kết xuống ước định nhìn nam cung tỉnh vừa lòng thỏa ý trên mặt nụ cười thiếp đi gương mặt nàng ôn nhu nhìn chăm chú hắn ngủ nhang trong lòng có chút ít tiếc nuối nghĩ đến nhiều đáng yêu hài tử a sau khi lớn lên làm sao liền mắt bị mù có thế coi trọng nam cung thuần đâu lấy hiện tại nam cung thuần đối với hắn ác liệt thái độ tống giảng thực sự hoài nghi hắn yêu đối phương chỉ có thể là bởi vì stock không hội chứng mà nam cung nguyệt sớm tại nam cung tỉnh làm bài tập thời điểm liền đã ngủ đợi đến hai đứa bé đều ngủ tống giản mới trở lại trong phòng của mình chuẩn bị đi ngủ nhưng lần này nàng vừa vào phòng lại đột nhiên bị người một phát bắt được kéo lên giường bất ngờ không đề phòng tống giản mở to hai mắt nhìn kém một chút liền kêu lên sợ hãi lại nghe thấy nam cung thuần thanh âm trong bóng đêm vang lên là ta ma giáo giáo chủ và bá đạo tổng giám đốc cái này nhân vật dường như luôn luôn đối cưỡng chế yêu có mê một loại chấp nhất, tống giảng lập tức không dãy dụa nữa, nàng an tĩnh đợi đến cái này đoạn tình tiết trực tiếp nhảy qua, mới một lần nữa đầu nhập kịch bản, ngài làm sao hơn nửa đêm tới. Thanh âm của nàng vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo chút bị dày vò hung ác rã rời cùng bất lực, lại xốc giòn mị đến tận xương tủy, nghe được nam cung thuần thể xác tinh thần thư sướng. Dọa dạ người nhảy một cái, nam cung thuần không nói chuyện, lại nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt của nàng, hài lòng hít mắt con mắt, khi cùng nó nói là vuốt ve an ủi cử chỉ, chẳng bằng giống như là một vị tham lam người thu thập, tại vuốt ve mình thượng hạng đồ cất giữ, kỳ thật nam cung thuần buổi tối hôm nay không tính đến, nhưng nghĩ tới giữa trưa tống giảng đối nam cung tỉnh ôm nhu chiếu cố, hắn liền không hiểu càng nghĩ càng sinh khí. Hắn nhớ tới nàng dài nhỏ mềm mại hai tay đem nam cung tỉnh tay nâng tại trắng nõn lòng bàn tay, buông thỏng thon dài lông mi, mang trên mặt nụ cười ôn nhu, vì hắn cẩn thận lao, liền một trận vô danh lửa cháy, nàng đều không có phục thị quá hắn dùng cơm, ngược lại là mỗi ngày vây quanh người khác chuyển, phản phất bị một đoàn tà hỏa bị bỏng quấn thân, cứ việc đêm đã rất sâu, Nam Cung Thuần vẫn là hướng thẳng đến tống giảng viện lạc chạy đến, tâm hắn nghĩ, có cái gì tốt xoắn suýt. Đây là nữ nhân của hắn, nàng dựa vào cái gì để hắn không vui? Dựa vào cái gì để một mình hắn kìm nén không thể tiêu tan? Vì bài trừ kia cổ không hiểu khó, Nam Cung Thuần cảm thấy chỉ cần đi ngủ nàng liền tốt, chỉ cần đưa nàng triệt để chinh phục, nói cho nàng ai mới là chúa tể giả, hết thảy liền đều sẽ khôi phục bình thường. Thế nhưng là, làm hết thảy đều như ước nguyện của hắn về sau, Nam Cung Thuần lại như cũ cảm thấy, trong cơ thể một nơi nào đó vẫn như cũ là trống rỗng một mảnh, chưa thỏa mãn, vì cái gì, hắn nhớ tới tống giảng thân thể, nhìn như tinh tế đơn bạc, nhưng mà chạm vào đẩy đà mềm mại, ôn hương nhuyễn ngọc, giống như mơ mộng để người linh hồn đều muốn hãm sâu trong đó, còn có góc phải rất gần lúc, có thể ngửi được mơ hồ hương khí, câu người muốn dính sát da thịt của nàng, chui tại cổ của nàng chỗ sâu, bao phủ tại nàng nồng đậm tóc dài bên trong. Lúc này, Nam Cung Thuần mới ý thức tới, tống giãn cách hắn cực xa, kỳ thật, đều đã nằm tại trên một cái giường, giữa lẫn nhau khoảng cách thế nào cũng không thể xem như cực xa, nhưng chính là bởi vì nằm tại cùng trên một cái giường, lại vẫn duy trì khoảng cách nhất định, lẫn nhau một chút cũng không có đụng chạm, mới khiến người ta cảm thấy phá lệ xa xôi. Chương 10, đêm tối chi nguyệt, hắn nhíu mày, bất mãn nói, tới, tống giảng do dự một chút, sau đó liền bị đối phương trực tiếp níu lại lấy cổ tay, kéo tới, thế là nàng yên lặng bị hắn ôm vào trong ngực, cái trán lẳng lặng, lặng chống đỡ tại hắn xương quai xanh bên trên, nhưng hai tay cẩn thận núp ở trước ngực mình, cho dù trong bóng đêm, nam cung thuần cũng rất giống có thể trông thấy nhất cử nhất động của nàng thanh âm của hắn trong bóng đêm, phá lệ trầm thấp, vẫn là sợ ta. Hả, Tống Giảng âm thầm cười một cái, Nam Cung Thuần nói, không dám đụng vào ta, Tống Giảng do dự một chút. Cũng là không phải, chính là, nàng làm một thuần ái văn nữ phối, còn chưa từng trong lúc làm việc ở giữa gặp được nhiều lần như vậy cần nhảy qua tình huống. Trước kia một cái thế giới khả năng nhiều nhất liền nhảy qua một lần, thậm chí phần lớn thời gian toàn bộ hành trình đều không cần nhảy qua, hiện tại mới bao lâu a à, liền đã nhảy qua hai lần chẳng qua cổ sớm văn khả năng là như vậy đi tống giản nghĩ thầm dù sao cổ sớm văn kịch bản có chút cùng hiện tại so sánh lộ ra mười phần cuồng giả phát giác được nàng không thân cận nam cung thuần có chút không vui lại nói vậy là ngươi đang tức giận sinh khí nam cung thuần buồn bực trong chốc lát mới nói ám vệ sự tình không có việc gì tống giảng lúc này mới nhớ tới chuyện này đến nàng vốn cũng không phải là thật muốn một cái ám vệ, chỉ là muốn tìm đề tài có thế nhiều tìm hiểu một chút đêm mà thôi, bởi vậy nàng khéo hiểu lòng người nói, là ta sách yêu cầu quá đường đột, hừ, nào có thế đoán được, Nam Cung Thuần sau khi nghe xong lại càng không vui vẻ, thế nào, ngươi là thật định đem Nam Cung tỉnh xem như ám vệ, tống giảng, ngài. Nghe được rồi, các ngươi hai phụ tử, tại tường ngăn nghe người ta nói chuyện này bên trên, thật đúng là một mạch tương thừa, sao lại thế? nàng giải thích nói, hắn vẫn còn con nít, ta làm sao lại coi là thật. Nhưng tấm lòng ấy, đương nhiên để ta thật cao hứng, Nam Cung thuần lạnh như băng nói, hắn đã 6 tuổi, không thể xem như hài tử, nghe đến đó, tống giảng nhịn không được, giáo chủ, từng, ngày khi còn bé, qua thế nào, 6 tuổi hài tử, không thể tính làm hài tử, hẳn là tính làm cái gì, Nam Cung thuần lại là bởi vì cái gì, sẽ có dạng này bất cận nhân tình ý nghĩ, ta 6 tuổi lúc, nghe thấy tống giảng hỏi thăm, nam cung thuần giống như là lâm vào trong hồi ức, trong lúc nhất thời không nói gì, ngay tại tống giảng cảm thấy hắn hẳn là không có trả lời lúc, hắn hời hợt nói, ta 6 tuổi lúc không cha không mẹ, lưu lãng tứ xứ, cái này thân thế bối cảnh, tống giảng tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao nam chủ cùng nam phối thân thế càng thảm, nhưng khí liền dễ dàng càng cao, ngày khi còn bé. Khi 6 tuổi, liền giết rất nhiều người sao, khi đó ta giết bao nhiêu người ta đã nhớ không rõ. Nam Cung Thuần xem thường nói, có điều, lần thứ nhất giết người tình hình, ta ngược lại là còn nhớ tin tường. Ngươi muốn nghe a? À, nói đến đây, hắn giọng mang nụ cười trào phúng. Giống như là chắc chắn Tống Giảng sẽ bởi vì sợ mà sợ hãi, Tống Giảng quật cường nói. Ngài nói một chút, sáu người, ta từng cái dùng ẩn nấp cái dùi, đâm vào cổ họng của bọn hắn bên trong, trong bóng tối, Nam Cung Thuần ngón tay phản phất mô phỏng bóp chặt cổ họng của nàng, tống giảng mở to hai mắt nhìn, thanh âm không tự chủ khàn khàn rất nhiều. Ngài tại sao phải giết người đâu, Nam Cung Thuần trầm mặt một hồi, sau đó ngữ khí cổ quái có chút vui vẻ nói, ngươi ngược lại là hiếm thấy đối ta hiếu kỳ như vậy, nói cho ngươi cũng không sao, khi đó, ta là tên ăn mày nhỏ, nhiều năm dài chút lớn tên ăn mày thấy ta lẻ loi một mình, liền nghĩ muốn khi dễ ta, nói đến đây. Hắn khinh thường cười lạnh một tiếng, buông ra bóp lấy cổ nàng tay. Ngươi từ tiểu kiều nuôi dưỡng ở khuê phòng bên trong, chắc là không biết, có chút nam nhân muốn nữ nhân nghĩ điên, liền cái gì đều làm ra được, bọn hắn cho ta nữ nhân quần áo, muốn ta thay đổi giả trang thành nữ nhân, cho bọn hắn tìm niềm vui. Ta làm bộ thuận theo, sau đó thật sớm trộn một cây cái dùi, giấu ở trong đầu tóc, ta nói ta muốn tắm rửa, muốn đi bờ sông, sau đó tại bờ sông một khối đá lớn phía sau, ta để bọn hắn từng bước từng bước tới. Bọn hắn ước chừng là cảm thấy ta phản kháng không được, thế là một điểm phòng bị đều không có, người đầu tiên tới, ta lập tức liền dùng cái dùi đem hắn đâm chết. Thanh âm của hắn trong bóng đêm, bình tĩnh mà đạm mạc, nhưng mà nói ra lời, lại gọi người rùng mình, ta còn nhớ rõ ta mỗi giết một người, đem hắn đẩy tới trong sông, sau đó nói cho người kế tiếp chính hắn đi. Cái này đến cái khác, cái này đến cái khác, giết tới cuối cùng, ta đều chết lặng. Ta tay đều chua liền đứng ở nơi đó bốn phía đen kịp một màu tựa như hiện tại đồng dạng không có một chút ánh sáng nghe hắn nói tựa như hiện tại đồng dạng tống giản không khỏi bản năng sắc trục lại trong hoảng hốt nàng cảm giác mình cũng không phải là nằm tại một nhân loại bên cạnh mà là nằm tại một con giả thú bên cạnh phát giác được nàng e ngại nam cung thuần ngữ khí ngay sau đó trở nên có chút phức tạp vi diệu nói mặt trăng ở trên trời như vậy sáng tỏ nhưng là nhân gian lại như cũ đưa tay không thấy được năm ngón ngươi biết không, ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên thời điểm, đã cảm thấy ngươi giống như là trên trời mặt trăng, tống giản há to miệng, còn chưa lên tiếng, nam cung thuần liền lại thấp giọng cười nói, ta muốn xem thử một chút, có thể hay không kéo xuống trên trời mặt trăng, gọi nó chiếu sáng ta, hắn đưa tay ve vuốt lên khẽ động cũng không dám loạn động tống giản tóc, giống như là ác ma đang thì thầm, ta vốn cho rằng ta thất bại, mặt trăng không chịu chiếu sáng ta, tựa như cái kia trong đêm tối đồng dạng nó nhìn cao thượng như vậy minh hoa, lại một chút cũng không chịu phân cho cần người, nhưng Nguyệt Nhi xuất sinh về sau, ngươi nhìn dường như lại giống là mặt trăng. Là loại kia, nguyện ý vì ta phát ra tia sáng mặt trăng, tống giảng lúc này mới hậu tri hậu giác kịp phản ứng, nam cung thuần tự hồ là đang an ủi nàng, đừng sợ, nàng có chút không xác định do dự một hồi tử, mới thử thăm dò nói, kia. Đêm ấy, về sau thế nào rồi, về sau? Gặp nàng như thường mở miệng, nam cung thuần hài lòng nói làm thì không có bất cứ gì người giúp ta mà địch nhân của ta đối ngay lúc đó ta đến nói lại là cường đại như vậy nhưng ta chính là đột nhiên cái gì còn không sợ ta biết làm như thế nào diệt trừ những cái kia ảnh hưởng ta người mà phương pháp này thì ra là thế đơn giản nhân mạng a à. có đôi khi cũng chẳng qua chỉ là dạng này không có chút nào vật giá trị về sau hừng đông Ta mới phát hiện có mấy bộ thi thể không có bị nước trôi đi, bọn hắn xa rời bên bờ không xa tảng đá ngăn trở, kia một mảnh nước sông đều bị máu tươi của bọn hắn nhuộm đỏ.